Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 186 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Sau hồi lâu, Cự Long mới lên tiếng. Thì ra đám tử vong sinh vật này tới từ tinh cầu khác. Trách không được, chúng ta mỗi khi tiêu diệt chúng, cứ cách trăm năm sau, một nhóm khác xuất hiện. Đôi mắt Bách Linh Bát sáng lên một chút nói. Các người phát hiện tinh cầu này đã bị tử vong sinh vật chinh phục, mà tử vong sinh vật còn căn cứ lớn hơn. Bởi thế cứ trăm năm, một nhóm tử vong sinh vật cường đại hơn lại tới. Các người đã tiêu diệt 4 lần, như vậy lần thứ 5 hẳn sẽ rất nhanh tới. Không sai, ngươi nói rất đúng. Cự Long hỏi, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Bách Linh Bát lạnh lùng nhìn lên đầu Cự Long khổng lồ, gã không chút khiếp sợ nói, đóng cửa vĩnh viễn không gian thông đạo này, có thể vĩnh viễn diệt trừ hậu họa. Đám người Hạ Nhất Minh giật mình, trong mắt họ đồng thời phát sáng, bởi bọn họ biết Bách Linh Bát nói khẳng định liên quan tới lực lượng không gian, mà lực lượng này mới có tư cách liên quan tới thần đạo. Âm thanh Cự Long mang theo vẻ khổ não khó hình dung. Biện pháp này chúng ta đã sớm nghĩ qua, nhưng đáng tiếc chúng ta không thể đóng lại. Tại sao? Không biết. Cự Long vô cùng sảng khoái nói. 500 năm trước chúng ta mở ra không gian thông đạo này, sau khi phát hiện đám tử vong sinh vật kinh khủng đã muốn đóng lại. Nhưng đáng tiếc lực lượng không gian của chúng ta đã mất đi tác dụng, bất luận sử dụng phương pháp nào cũng không thể đóng lại. Vì không để những sinh vật đó xâm nhập thế giới, thần đạo cao thủ cùng với thần thú không ngại liên thủ đối phó. Chúng ta phong ấn thông đạo này, đem thần khí băng lăng kính đặt lên cửa thông đạo. Nếu hậu nhân của chúng ta có năng lực đột phá thần khí, hơn nữa mở ra phong ấn, vậy sẽ có tư cách tiến vào nơi này sóng vai tác chiến. Cự Long dừng lại một chút nói, sau một năm thông đạo này sẽ biến mất, mà chúng ta tiêu hao hết lực lượng mới có thể tiêu diệt 8 tử vong sinh vật đó. Bất quá sau trăm năm, thông đạo này xuất hiện lần nữa, đám tử vong sinh vật lại tới. Thực lực của chúng mỗi lúc một cao hơn, vì ngăn cản chúng, chúng ta không thể trở lại thế giới của mình. Cứ như vậy trải qua 400 năm thời gian, lực lượng của chúng ta đã suy yếu, rốt cuộc cũng đợi được viên mãn. Chỉ là... Âm thanh Cự Long đầy vẻ tiếc nuối nói, nhưng không ngờ ngay cả một vị thần đạo chân chính cũng không có. Trầm mặc yên tĩnh, sau khi nghe Thần Long đại nhân khổ não than thở, sắc mặt mọi người đã biến đổi. Tới tận lúc này bọn họ đã hiểu, trách không được các vị tiền bối để lại ghi chép không rõ ràng. Mà thần khí cùng băng tuyết ngoài băng đảo không phải vì ngăn cản bọn họ tiến vào, mà vì thực lực bọn họ không đủ. Chỉ là các vị tiền bối này không ngờ thiên địa lực lượng bên ngoài đã vô cùng thiếu thốn. Bởi thế dựa theo yêu cầu về thực lực của bọn họ, dĩ nhiên không ai có đủ khả năng xông vào. Lúc này nếu không phải Viên Lễ Huân được thần khí băng lăng kính chấp nhận, hơn nữa quái thai Hạ Nhất Minh cùng với khôi lỗi thi triển thiên địa chi uy, chỉ sợ không ai có thể tiến vào. Tại sao? Tại sao như vậy? Lưu Sơn Cử thì thảo nói. Bách Linh Bát nhìn lão nói, các vị tiền bối thần đạo của các người nắm giữ lực lượng không gian, mà bọn họ đồng thời phát hiện ra có thể mở ra thông đạo tới đây, bởi vậy bọn họ tập hợp tất cả mở ra thông đạo. Gã nói tới đây dừng lại một chút, theo sau nói, lực lượng của sinh vật không ngờ cường đại tới độ có thể mở ra không gian thông đạo, đây quả là vấn đề mới. Hạ Nhất Minh tức giận chừng mắt nhìn người này, lại bắt đầu nói những lời không ai hiểu được. Cũng may lúc này Bách Linh Bát không đi quá xa chủ đề, gã nói tiếp, bất quá đáng tiếc là tiền bối của các ngươi tính sai phương hướng. Bọn họ sau khi mở ra thông đạo lại phát hiện nơi đây không phải là sinh mệnh địa, mà là tràn ngập tử vong sinh vật. Mặc dù họ hành động sai lầm, nhưng cũng may đã kịp ngăn chặn, không cho tử vong sinh vật từ thông đạo tiến vào thế giới các ngươi. Nếu không, 5.000 năm trước thế giới của các ngươi đã biến mất vĩnh viễn. Mọi người trong lòng mơ hồ phát lạnh. Mặc dù bọn họ chưa thấy sinh vật khủng bố kia, nhưng qua đánh giá của Cự Long sao không thể đoán ra. Vì sao thông đạo này không đóng được? Viên Lễ Huân hỏi. Đây cũng là vấn đề mấu chốt. Nếu có thể đóng cửa thông đạo này, tất cả sẽ được giải quyết. Bởi vì thông đạo này không bình thường, mà trải qua biến dị thường không.
Âm thanh của Bách Linh Bát vô cùng lạnh lẽo vang lên. Hai đầu thông đạo này mở ra, thời gian hai bên lại vô cùng khác biệt. Nơi này trải qua 500 năm, nhưng bên kia chính là 5.000 năm. Nói tới đây, Bách Linh Bát ngừng lại, cao giọng hỏi. Các ngươi vì sao có thể mở được thông đạo này? Đây chính là thời không thông đạo thần bí nhất trong không gian. Tỷ lệ thành không mở ra không tới 1/1000. Cự Long trầm mặc hỏi lâu, mọi người tưởng rằng nó sẽ không trả lời. Đột nhiên âm thanh ầm ổ vang lên. Chúng ta chỉ ngưng tụ lực lượng không gian của nhân thú, toàn lực đánh vào một điểm. Kết quả thông đạo này xuất hiện. Bách Linh Bát chậm rãi lắc đầu, mà mọi người sau khi nghe đáp án này hoàn toàn không nói gì. Cơ hội 1/1000 không ngờ cứ thế xuất hiện. Bất quá cuối thông đạo này lại là tử vong sinh vật chờ đợi. Phòng trường khi thành công mở ra thông đạo này, các vị tiền bối không ngờ tới. Thiên địa lực lượng của thế giới các người là một loại năng lượng đặc biệt. Năng lượng này tại tình huống bình thường đủ để duy trì cùng với phong ấn thông đạo này. Bất quá lúc này, thiên địa lực lượng bên ngoài đã không đáp ứng được. Bởi thế sau 1 năm, thông đạo sẽ biến mất do thiếu thốn năng lượng. Bách Linh Bát mở miệng giải thích lần cuối. Theo sau, gắt gao ngậm miệng không nói nữa. Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt đều thấy rõ vẻ khổ não. Thì ra họa này hết thảy là do thần đạo cường giả cùng thần thú lúc trước gây ra. Bọn họ muốn mở ra thông đạo, nhưng phương hướng sai lầm. Kết quả tìm tới địa phương hủy diệt. Trầm mặc hồi lâu, âm thanh Cự Long lại vang lên. Mỗi lần tử vong sinh vật xuất hiện, số lượng cùng lực lượng càng gia tăng thêm. Chúng ta thương vong thảm trọng, bởi vậy cần bổ sung lực lượng mới. Các ngươi, những nhân đạo đỉnh cấp cường giả tại đây cố gắng tiến giai thần đạo. Về phần tiểu cô nương kia, ngươi mang thánh thú trở về, truyền lời cho các môn phái đông tây. Cách 100 năm. Không, cách 1.000 năm, để bọn họ tập hợp người tiến vào đây. Ta sẽ làm phong ấn suy yếu để nhân đạo đỉnh cấp cường giả cùng thánh thú huyết mạch thần thú có thể trực tiếp tiến vào. Không. Viên Lễ Huân không nghĩ ngợi nói. Ta sẽ không đi ra. Nàng gắt gao kéo tay Hạ Nhất mình. Bạch quang trên thân thể bắt đầu khởi động. Ngay cả quang mang thần khí băng lăng kính mơ hồ cũng bị dẫn dắt. Người ở lại cũng vô dụng. Âm thanh Cự Long mang theo chút phẫn nộ do bị chống đối nói. Tại đây trong thời gian ngắn, tất cả có thể tiến giai thần đạo. Tu vi của ngươi quá kém, nếu ở đây chỉ liên lụy người khác. Sắc mặt Viên Lễ Huân tái nhợt không còn huyết sắc. Hàm răng nàng khẽ cắn môi dưới, trong đầu không ngừng vang lên vài từ. Liên lụy người khác. Chẳng lẽ đây là vận mệnh của nàng, nhất định không thể thay đổi. Nàng rời khỏi Hạ Nhất Minh tới băng cung, ngàn khó vạn khổ, trong thời gian ngắn ngủi tiến giai ngũ khí tôn giả. Khi băng đảo xuất hiện, nàng không để ý thân mình dẫn dắt quang mang thần khí băng lăng kính. Hết thảy điều này bởi vì nàng không muốn liên lụy hắn. Đây là tâm huyết của nàng từ sau khi rời khỏi Hoành Sơn. Nhưng thời khắc này từ miệng Cự Long chuyển tới câu nói đánh vỡ hoàn toàn tâm nguyện của nàng. Thì ra bản thân mình vẫn còn liên lụy hắn. Ta ở lại. Âm thanh giả nua từ miệng Kỳ Lân Thú chuyển ra. Không được, ngươi phải đi. Kỳ Lân Thánh Chủ Khâu Thần Nỗ lớn tiếng quát. Kỳ Lân Thú chậm rãi lắc đầu nói. 5.000 năm trước, thần đạo cường giả cùng thần thú không có người bỏ chạy. Lúc này ta cũng không muốn là kẻ đó. Lôi điện hí vang một tiếng. Trên chiếc rừng tím lóe lên quang mang. Mặc dù nó không thể mở miệng nói như là Cự Long cùng với Kỳ Lân Thú, nhưng kẻ ngốc cũng hiểu ý của nó lúc này. Trên lưng lôi điện, bảo chưa nhảy dựng lên. Từng miệng nó âm thanh như lôi đỉnh vang lên. Chỉ là so với âm thanh Cự Long thua kém khá nhiều. Kỳ Lân Thú lắc đầu nói. Các ngươi không thể lưu lại. Lúc này thánh thú huyết mạch thần thú đã vô cùng thưa thớt. Nếu các ngươi lưu lại, trên đại lục thánh thú huyết mạch thần thú chỉ còn lại đại xà. Âm thanh Cự Long vang lên lần nữa. Ba người các ngươi không ai có thể ở lại. Ba tiếng kêu bất động vang lên. Có lẽ mang trong mình huyết mạch thần thú, ba tên này đối với âm thanh Cự Long không cảm giác gì. Ngay cả khí thế phu thiên cái địa của thần thú cũng không thể áp chế chúng. Thần Long đại nhân, Kỳ Lân Thú ngẩng cao đầu nói. Trong cơ thể chúng ta chảy huyết mạch thần thú. Chuyện nhân loại có thể làm được, chúng ta cũng làm được. Trên đời này chỉ có thần thú vẫn lạc, chứ không có thần thú trốn tránh trách nhiệm. Ngươi nói đúng. Trên thế giới này không có thần thú trốn tránh trách nhiệm. Cự Long lập tức kêu lên. Ta hy vọng các ngươi không trốn tránh trách nhiệm của mình, bởi thế mới để các ngươi đi. Lôi điện chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Bảo Trư cùng Kỳ Lân Thú. Lúc này cả ba khẽ ngẩn ra. Lực lượng cùng số lượng tử vong sinh vật ngày càng lớn. Chúng ta lúc này có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng 100 năm sau, thông đạo này mở ra, chúng ta chỉ còn đường chết.
Cự Long giải thích, bởi thế ta hy vọng, trăm năm sau, không, ngàn năm sau khi các ngươi tiến vào, ít nhất số lượng cường giả đỉnh cấp phải đạt tới 100 người. Sau khi tiến vào nơi này, nếu có thể tiến giai thần đạo, chúng ta sẽ trông đỡ thêm 100 năm nữa. 100 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Lưu Sơn Cử chạm mắt cứng lưỡi, sau hồi lâu nói, nếu như tại niên đại thần đạo thì không vấn đề, nhưng tình huống hiện nay tuyệt đối không thể. Quả thật, thiên địa lực lượng thiếu đốn như vậy, những người đã tiến giai nhân đạo đỉnh cấp đều có hy vọng tiến giai thần đạo, nhưng đạt tới 10 vị còn có thể, 100 vị đúng là si tâm vọng tưởng. Nếu chỉ dựa vào nhân loại hiển nhiên không được, nhưng nếu có thánh thú huyết mạch thần thú hẳn có thể được. Cự Long nói tiếp, hai vị thần đạo cường giả kết hợp với nhau, hai tử chưa hẳn đã là thần đạo, nhưng linh thú có được huyết mạch thần thú, chỉ cần tu luyện ngàn năm có thể đạt tới tiêu chuẩn tiến vào nơi này. Theo sau hấp thu thiên địa lực lượng tại đây, có khả năng trong thời gian ngắn tiến giai thần thú. Mà số lượng linh thú huyết mạch thần thú thưa thớt như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi không gặp được người tương xứng nên không muốn lưu lại nòi giống. Nhưng lúc này khác biệt, nếu tình huống này không thay đổi, ngay cả thế giới của chúng ta cũng bị hủy diệt. Cho nên âm thanh của Cự Long đột nhiên vô cùng ác liệt. Ta muốn ba người các ngươi ra ngoài, nhất định phải tìm bạn đời cho mình. Cho dù là heo mẹ hay mẫu bảo long cũng không cần để ý, trực tiếp đem huyết mạch thần thú truyền thừa lại. Ngàn năm sau, ta muốn thấy ít nhất 100 đầu thanh thú huyết mạch thần thú xuất hiện ngoài băng đảo. Hàn Nhất Minh trợn tròn hai mắt, hắn lắc đầu, đã thấy được vẻ giờ khóc giờ cười trên gương mặt những người khác, rốt cuộc cũng tin mình không nghe nhầm. Cự Long này không ngờ muốn bảo trừ lôi điện bỏ qua thể diện, lập tức sinh con đẻ cái. Yêu cầu này với thần thú mà nói tuyệt đối là khảo nghiệm quan trọng. Trong cổ thư ghi chép lại, thần thú trong thiên hạ rất nhiều, mặc dù không lan tràn, nhưng không có 10000 cũng có 80000. Chỉ là theo thời gian trôi đi, số lượng thần thú không ngừng giảm bớt. Nhân loại cùng thần thú xung đột khiến hai bên tiêu hao khá nhiều, nhưng nguyên nhân chính khiến số lượng thần thú giảm bớt chính bởi chúng quá cao ngạo. Thần thú chính là tồn tại cường đại, trừ khi gặp phải tồn tại ngang hàng, nếu không tuyệt đối không chịu để lại nòi giống. Hơn nữa, thực lực càng cường đại, khả năng sinh sản càng kém. Bởi thế, hai đầu thanh thú cho dù chấp nhận lẫn nhau, nhưng phải xem có thể bình thường mà duy trì nòi giống hay không. Bởi thế cho tới nay, số lượng thanh thú ngày càng ít. Ngàn năm trước, theo ghi chép của nhân loại, số thần thú thậm chí không quá 20 đầu. Đương nhiên, cũng có những thần thú khác biệt. Bởi vậy trên thế gian mới xuất hiện tồn tại như long xà, bảo trư, lôi điện, những tên có được huyết mạch thần thú. Trong cơ thể chúng quả thật truyền thừa lực lượng thần thú, nhưng muốn đạt tới cảnh giới thần thú phải qua một cửa như nhân loại tấn giai thần đạo. Từ điểm này mà nói, chúng so với kỳ lân thú thua kém rất nhiều. Kỳ lân thú chỉ cần đủ thiên địa lực lượng chắc chắn có thể tiến giai thần đạo, mà hiển nhiên đám lôi điện, bảo trừ, long xà phải chấp nhận khảo nghiệm. Đây chính là điểm khác nhau lớn nhất giữa hôn huyết cùng thần huyết. Lúc này ý tứ của Cự Long rất rõ ràng, ba tên này trở lại thế giới tận lực tạo ra đám tiểu kỳ lân thú, tiểu lôi điện, tiểu bảo trừ. Nếu có khả năng, thậm chí tất cả các tên có huyết mạch thần thú đều phải hành động, phải tạo ra những tiểu long xà, tiểu vân vân. Kế tiếp đợi ngàn năm sau, đem đám tiểu tử kia lại, dưới sự bồi dưỡng của thiên địa lực lượng, tiến hành khảo nghiệm thăng cấp. Nếu có 100 đầu thanh thú tới, chỉ cần một nửa vượt qua khảo nghiệm, đã có 50 tên đạt tới cảnh giới thần đạo. Như vậy, bất luận tử vong sinh vật đáng sợ cỡ nào cũng đủ sức liều mạng. Chỉ là sau khi nghe được kế hoạch này, mỗi người trong đầu đều xuất hiện suy nghĩ, có thể sao? Lôi điện cùng bảo trư đồng loạt gào lên. Sau một lát, kỳ lân thú lắc đầu nói, thần long đại nhân tôn kính, yêu cầu của ngài chính là không thể thực hiện. Đây là sự sỉ nhục huyết thống, chúng ta tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh. Cự Long hừ một tiếng, ngay cả thiên địa lực lượng trong không khí cũng dao động mãnh liệt. Huyết mạch thần thú thật sự quan trọng như vậy sao? Mỗi người trong lòng đều cảm thấy một tia quái gì. Đầu Cự Long này chính là thần thú, nhưng ngữ khí của nó có chút kỳ quái, không ngờ lại hỏi tính chất thuần khiết của thần thú có quan trọng không. Vâng, vô cùng quan trọng, kỳ lân thú nghiêm nghị nói. Kỳ lân, ngươi mở mắt nhìn xem. Cự Long không chút lưu tình nói, trong ba người các ngươi có hai tên hỗn huyết, thực lực của chúng cường đại vô cùng. Ta có thể khẳng định, nếu ba người các ngươi lưu lại, toàn bộ sẽ tấn giai thần thú. Nếu như máu huyết mạch thần thú không phải sớm đã chia ra, trên thế giới này còn có bao nhiêu thần thú hay huyết mạch thần thú tồn tại? Kỳ lân thú nhất thời ngậm miệng, bởi vì nó đột nhiên nghĩ ra, lúc này trên đại lục
Từ hồ chỉ có Đồ Đằng nhất tộc mới bảo trì đầy đủ huyết mạch thần thú, còn những tên cường đại khác đều là thanh thú hỗn huyết. Bất luận lôi điện hay long xà trên quỷ khốc lính thì đều có như vậy. Ánh mắt nó liếc nhìn Bảo Trư, hồi ức như sóng chiều ùa tới. Ngày trước tại Đồ Đằng nhất tộc, Thánh Long đại nhân cũng là thanh thú đứng đầu, chỉ là trên thân thể nó không chảy máu huyết tinh thuần, nên kỷ lân thú mặc dù quen biết nhưng mơ hồ đối xử phân biệt. Cuối cùng, Thánh Long đại nhân đại hạn sắp đến, tiến vào sinh tử giới, mong muốn tiến giai thần đạo, để lại hậu duệ của mình cho thiên chỉ nhất mạch Đế Thích Thiên không phải không có nguyên nhân. Kỷ lân thú cúi đầu, bởi nó phát hiện ra, lúc này huyết mạch thần thú đã không còn tinh thuần nữa. Nếu như nó còn muốn giữ lại suy nghĩ ban đầu, chỉ e ngay cả huyết mạch kỷ lân tử nó cũng hoàn toàn biến mất. Cự Long kiên nhẫn nói, ba người các ngươi phải để huyết mạch thần thú tiếp tục duy trì, bởi thế không cần cố kỵ. Nếu như gặp được đối tượng thích hợp, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Nếu không ngàn năm sau, đừng nói trăm đầu thánh thú, chỉ e ba người các ngươi cũng tuyệt hậu. Điều này các ngươi hẳn phải học tập nhân loại. Hạ Nhất Minh khóe miệng khẽ giật, không biết hình dung thế nào mới tốt. Bất quá, điều duy nhất hắn xác định được là tư tưởng trong đầu thần thú này có điểm giống với nhân loại, khác hẳn truyền thuyết về sự cao ngạo của thần thú. Tất cả mọi chuyện các người đã biết, bây giờ ai lưu lại, ai đi ra nhanh chóng quyết định. Lưu lại thì mau chóng tu luyện sớm ngày tiến giai thần đạo, đi ra mau chóng tạo ra một chút đám thánh thú đứng đầu. Âm thanh Cự Long tiếp tục vang lên. Viên Lễ Huân sắc mặt tái nhợt, cánh tay càng gắt gao nắm chặt Hạ Nhất Minh không buông. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, hắn khẽ vỗ vỗ tay nàng, trong lòng không ngừng dao động. Đế Thích Thiên đột nhiên nói, Thần Long đại nhân, vị này là Hạ Nhất Minh, nhân tài nhân loại của chúng ta, hắn năm nay còn chưa tới 30, không nên ở lại đây. Đám người Băng Tiếu Thiên sắc mặt khẽ biến. Đế Thích Thiên có ý nghĩ này cũng không kỳ lạ, dù sao Hạ Nhất Minh cũng là người của thiên chỉ nhất mạch. Nếu hắn có thể đi ra khi hắn còn sống, thiên chỉ nhất mạch sẽ vững như Thái Sơn. Tất nhiên đối với các môn phái khác không có gì tốt, đặc biệt những môn phái có ân oán với Hạ Nhất Minh như Động Thiên Phúc Địa, Cửu U khẳng định sẽ nhấn lại mà sống. Trong thời gian ngắn, sắc mặt mọi người thay đổi khác nhau, nhưng bọn họ không ai dễ dàng mở miệng. Viên Lễ Huân sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nhìn Đế Thích Thiên đầy cảm kích. Hạ Nhất Minh ngây ngốc nhưng không nói một lời, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết bản thân mình sẽ phản ứng ra sao. Nếu không thể đi ra, vậy ở lại trăm năm, bất quá bên ngoài sẽ là ngàn năm. Sau ngàn năm, khẳng định cảnh con người mất, cho dù Hạ Gia Trang cũng trở thành mây khói. Nhưng nếu một mình rời đi, nhìn mọi người xung quanh cùng Cự Long trên đầu, Hạ Nhất Minh cũng không nghĩ bản thân mình có thể chống lại. Hơn nữa sau khi rời đi, khẳng định đường lên thần đạo sẽ không có hắn, không có chút cơ hội nào cho hắn tiến dài nữa. Cự Long tự hồ suy nghĩ trong giây lát, sau đó nói, hắn là thiên tài nhân loại, bởi vậy càng phải ở đây, không được đi ra. Đế Thích Thiên sắc mặt khẽ biến nói, Thần Long đại nhân, vì sao ngài có thể để thần thú lưu lại nòi giống mà nhân loại chúng ta phải ở lại? Cự Long cả giận nói, ta đã sớm nói qua, nhân loại cùng thần thú khác nhau. Hai từ của thiên tài nhân loại chưa hẳn đã là thiên tài, nhưng hậu đại của thần thú qua ngàn năm tu luyện chắc chắn sẽ là thanh thú siêu cấp. Nếu ta để hắn ra ngoài, ngươi dám cam đoan ngàn năm sau sẽ có trăm vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả xuất hiện ở đây không? Đế Thích Thiên trợn mắt cứng lưỡi, không nói nên lời. Muốn cho thế hệ sau của Hạ Nhất Minh xuất hiện trăm vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả trong hoàn cảnh này tuyệt đối không thể. Còn nữa, thể chất người này rất đặc biệt, lập tức có thể tiến giai thần đạo. Nếu vận khí của hắn tốt, chiến đấu cùng đám ghi tầm kia trăm năm, có lẽ sẽ tiến giai ngụy thần cảnh. Âm thanh Cự Long mang theo vẻ thần bí, bởi thế hắn phải lưu lại. Nếu hắn thật sự có thể tấn giai ngụy thần cảnh, chúng ta sẽ có vương bài đệ nhất. Mọi người trong lòng đại đồng. Sau khi nghe được những lời này, bọn họ lập tức rõ rằng thần đạo chưa phải cánh cửa cuối cùng, chỉ ít cũng còn thần đạo cường giả ngụy thần cảnh. Đương nhiên ta không phải nhân loại, không cứng cầu các ngươi ở lại, bởi thế quyết định cuối cùng là của các người. Đế Thích Thiên cùng Viên Lễ Huân đôi mắt sáng ngời, bọn họ không hẹn cùng thở phào nhẹ nhõm. Không thể ở lại cũng chuẩn bị cho tốt. Âm thanh ồ ồ của Cự Long vang lên không dứt. Nửa canh giờ sau ta sẽ đưa các người đi, nhưng cũng vận dụng lực lượng không gian tạm thời đóng cửa thông đạo này. Sau thời gian một năm sẽ chính thức phong bế. Các ngươi lưu lại có thể đột phá cực hạn hay không phải xem cố gắng của chính mình. Âm thanh Cự Long chậm rãi biến mất, chỉ lưu lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Trước lúc này bọn họ chưa từng nghĩ qua
tình hình trong băng đảo lại quái dị như vậy. Các vị, có tính toán gì không? Băng Tiếu Thiên đột nhiên hỏi. Lưu Ly động chủ Lưu Sơn Cử đôi mắt lóe lên nói. Ta ở lại. Hả, lúc trước các vị tiền bối không rời đi. Lão Phu hiển nhiên cũng không để Lưu Ly đảo xấu mặt. Ngạ Bác Duệ, Tử Lỗ Ly cùng Đế Thích Thiên nhìn nhau. Bọn họ đồng thời mỉm cười. Trong nụ cười này bao hàm nhiều ý tứ, nhưng không kém phần kiên định. Lựa chọn của bọn họ dĩ nhiên đã có từ sớm. Cát Ma Phàm Thù hư lạnh một tiếng nói. Ta ở lại. Kỳ Lân Thánh Chủ đang đứng trước Kỳ Lân Thú, tựa hồ như nói thầm điều gì. Nghe những lời này của Cát Ma Phàm Thù không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, giống như chưa từng quen biết lão. Lão thấy khách, trước đây ta nhìn lầm ngươi, nghĩ không ra ngươi cũng có nhiệt huyết như vậy. Cát Ma Phàm Thù lạnh nhạt nói. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải vì tử vong sinh vật mà ở lại. Tiền bối của các ngươi gây họa, các ngươi ở lại sửa chữa là điều đương nhiên. Điều này liên quan gì tới lão phù? Sắc mặt đám người Kỳ Lân Thánh Chủ nhất thời đỏ lên. Không thể không nói, lúc trước người mở ra thông đạo này là những tiền bối trong môn phái bọn họ. Nếu không phải đám thần đạo no cơm rừng mỡ không chuyện gì làm, dĩ nhiên không thể phát sinh chuyện này. Lúc này, thiên địa lực lượng bên ngoài toàn bộ đã bị phong ấn tại đây. Điều này khiến nhân loại cùng linh thú không thể thu nạp được thiên địa lực lượng mà thực lực suy giảm. Đây có lẽ chính là trừng phạt lớn nhất của lão thiên gia. Bọn họ là truyền nhân của những môn phái đó, ở lại chuộc tội cho trưởng bối là chuyện đương nhiên, nhưng Cát Ma Phàm Thù không có nghĩa vụ này. Lưu Sơn Cử nhíu mày, thở dài nói, ngươi nói đúng, vậy ngươi hãy đi đi. Cát Ma Phàm Thù ánh mắt lạnh lùng nói, ta ở lại. Vài người kinh ngạc liếc nhìn, không rõ lão thích khách này suy nghĩ ra sao. Lão phu cả đời ngao du thiên hạ, chính vì muốn tiến giai thần đạo, lúc này cơ hội trước mặt lẽ nào từ bỏ. Ánh mắt lạnh lùng của Cát Ma Phàm Thù đảo qua một lượt nói, lão phu ở lại với mục đích khác, không nên gộp chung lại. Đám người Băng Tiếu Thiên trong lòng xuất hiện cảm giác dở khóc dở cười. Đây rõ ràng là ý tốt của lão thích khách, nhưng vì thể diện nên tìm lý do khác né tránh. Giờ phút này tất cả mọi người mơ hồ có cùng cảm giác, lão thích khách này thậm chí so với đầu cự long kia còn khác người hơn. Cố ý hay vô tình, ánh mắt mọi người đều liếc nhìn Hạ Nhất Minh vài cái, theo sau lập tức thu hồi, dường như việc đó không có gì đáng nói. Nội dung từ lời nói của họ như những chuyện không quan trọng, từ chuyện băng đảo xuất hiện cho tới quyết định của họ, tất cả đều không quan trọng. Bất quá lúc này bọn họ không hẹn mà cùng bộc lộ hứng thú với những việc nhỏ đó, ngược lại quên đi Hạ Nhất Minh. Nhất Minh, theo thiếp trở về thôi. Viên Lễ Huân khẽ nói, đây không phải trách nhiệm của chàng. Hạ Nhất Minh gương mặt khẽ rúng gió. Đối với đề nghị của Viên Lễ Huân, nếu nói hắn không động tâm quả thực nói dối. Tại Hà Gia Trang còn thân nhân hắn đang chờ, nếu hắn bị nhốt tại đây, cho dù khi đi ra cũng không cách nào hình dung tương lai Hạ Gia Trang nữa. Hắn thở một hơi thật dài, đôi mắt Viên Lễ Huân ánh lên vẻ cầu khẩn, hắn ngây ngốc vô thức gật đầu. Trong ánh mắt Viên Lễ Huân nhất thời bộc phát thần thái không hề che giấu. Trong lòng nàng, có thể không tiến giai thần đạo, có thể không bảo vệ thông đạo này, cũng không thể không quan tâm tới an nguy của Hạ Nhất Minh. Chỉ cần hắn bình an sống cả đời, như vậy hết thảy đều đáng giá. Về phần đám tử vong sinh vật chưa từng gặp mặt, có lợi hại như lời cự long hay không, có quan hệ gì với nàng? Một năm nữa, thông đạo sẽ bị phong bế. Lần này cự long bộc phát thực lực, có lẽ không thể thù hộ ngàn năm, nhưng một năm chắc chắn được. Chỉ cần ở bên thông đạo này một năm, ngàn năm sau băng đảo hiện ra, bọn họ đã chết. Tử vong sinh vật có kinh khủng hay không đã không còn liên quan tới họ. Đây chính là suy nghĩ chân thật ở trong đầu Viên Lễ Huân, mà nàng cũng không kho do dự biểu đạt ra. Viên Lễ Huân bộc lộ vui mừng không chút nào che giấu trên gương mặt. Đám người Băng Tiếu Thiên mặc dù đang đứng nói chuyện nhưng vẫn chú ý tới hai người, lúc này không khỏi than nhẹ một tiếng, bọn họ đã biết được quyết định của hắn. Không hiểu vì sao mọi người đều không chỉ trích quyết định này, mỗi người đều có quyết định của riêng mình. Bọn họ không có quyền thay đổi cũng như lựa chọn dùm hắn. Trên đỉnh đầu Viên Lễ Huân chợt sáng lên, quang mang nhu hòa chậm rãi tản ra. Quang mang nàng sử dụng dẫn dắt thần khí băng lăng kính lúc này tan ra như nước. Biến hóa kỳ dị này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không biết từ khi nào thần khí băng lăng kính từ thân thể Viên Lễ Huân thoát đi. Bất quá nó không công kích mọi người mà chậm rãi bay lên trên không trung. Trên mắt kính đột nhiên bay ra một đầu băng phượng. Đây đích thực là một đầu phượng hoàng chạm tử băng. Bất quá sinh vật độc nhất vô nhị này trên không trung vô cánh tận sức bay lượn. Hà Nhất Minh hai mắt mở lớn,
Trong Cửu Long Lô có 9 đầu hỏa long, mà trong Băng Lăng Kính chỉ có một đầu phượng hoàng. Hồn phách thần thú thủ hộ một băng một hỏa, không ngờ cực đại như vậy. Hơn nữa hắn hoài nghi, trong thần khí Băng Lăng Kính chỉ có một đầu phượng hoàng, hay vẫn còn tồn tại cường đại nữa. Một tiếng nổ vang lên, băng phượng không ngờ trước mặt mọi người bạo liệt. Trên không trung lúc này xuất hiện dao động cực lớn. Khi dao động này phục hồi, trên không trung đã xuất hiện một không gian thần kỳ như mặt gương. Đám người Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn cảnh này. Mặc dù bọn họ không biết vì sao băng phượng hành động như vậy, nhưng cũng mơ hồ đoán ra hết thảy đều liên quan tới Cự Long. Trên không trung phát ra ánh sáng chói lòa. Trong mặt gương kia xuất hiện đám mây đen. Hơn nữa đám mây này không ngừng di chuyển, càng lúc càng gần hơn. Rốt cuộc bọn họ cũng quan sát rõ ràng đám mây này. Đó là một đám sinh vật kinh khủng chưa từng gặp qua. Đám sinh vật này thân hình như vườn, trên chiếc cổ là phần đầu như ruồi, xúc tu trên miệng không ngừng co duỗi, đôi mắt đỏ rực quang mang. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Cho dù không ai giới thiệu, bọn họ cũng biết đây là thứ gì. Tử vong sinh vật. Thứ này chính là sinh vật kinh khủng trong lời Cự Long cùng với Bách Linh Bát. Trên không trung tình cảnh đột nhiên thay đổi, bầu trời bỗng như cao hơn. Phía dưới tràn ngập khí tức sinh mệnh, có hoa cỏ, có thác nước, có sơn cốc. Ở nơi này có các sinh vật quen thuộc cũng như không quen hợp thành một mảnh đảo nguyên xinh đẹp. Nhưng tai nạn bắt đầu giáng xuống. Khi đám tử vong sinh vật này như mây đen kéo tới, chúng bắt đầu tấn công mảnh đảo nguyên tươi đẹp này. Từ manh thú khổng lồ cho tới sinh vật nhỏ bé như kiến hôi, một đầu chúng cũng không buông tha. Sau khi tiêu diệt những sinh mệnh, mục tiêu tiếp theo của chúng là đám cây cỏ hoa lá. Sau khi càn quét qua, cây cối cùng hoa cỏ cũng đã biến mất. Bất quá, tất cả hồi tai nạn chưa kết thúc mà mới chỉ bắt đầu. Chúng tiếp tục xâm nhập vào trong nước, vào trong đất. Nước dần khô cạn vì bị những cái bụng không đáy nuốt vào. Khung cảnh nơi này biến hóa với tốc độ như lửa cháy. Hơi ẩm trong đất biến mất, ngay cả chất dinh dưỡng trong đất cũng không còn. Tất cả chỉ còn là cát bụi, không còn khả năng xuất hiện sự sống. Lúc này, đám sinh vật kia mới từ lòng đất trôi ra. Chúng tiếp tục hành trình không bộc lộ bất cứ cảm xúc khác. Chúng như đám ác ma vì hủy diệt mà sinh ra, đem toàn bộ cắn nuốt hết. Trên không trung đã không còn hình ảnh đám tử vong sinh vật, nhưng trái tim mọi người vẫn đập dồn dập. Bởi bọn họ thấy được một mảnh đại lục khác, nơi đó tràn ngập khí tức sinh mệnh. Bất quá, mây đen đã không ngừng kéo tới. Đám mây đen khuếch tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chúng không ngừng xâm chiếm những mảnh xanh biếc. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng màu xanh biếc đã hoàn toàn bị thay thế. Cả đại lục tràn ngập tử vong sinh vật. Theo sau, chúng hướng về đại dương bay đi. Diện tích mặt nước bắt đầu thu hẹp lại. Chúng như ôn dịch lan tràn khắp ngõ ngách của thế giới. Vòng vây của chúng tầng tầng lớp lớp, âm thanh phát ra như quỷ khóc sói tru, vô cùng chói tai. Quang mang trước mặt chợt lóe lên, mặt gương trên không trung đã biến mất không còn dấu vết, lộ ra thân thể Cự Long vẩn vũ. Không ai mở miệng nói chuyện, trong ánh mắt mọi người đều mang theo vẻ ngưng trọng kinh hãi. Nếu ngay từ đầu bọn họ chưa biết gì về tử vong sinh vật thì lúc này đã hiểu rõ rằng trong tai trong mắt bọn họ vẫn còn lưu lại hình ảnh âm thanh cuối cùng của chúng. Cảm giác này khiến người ta phát lạnh trong lòng. Âm thanh Cự Long vang vọng trong không trung. Đây là thế giới sau khi chúng ta tiến vào. Chúng đã hủy diệt tất cả, hơn nữa phóng về phía thông đạo. Năm đó chúng ta không thể lưu lại, chúng ta gạt bỏ hết thảy bảo vệ cánh cửa thông đạo. Lúc này các ngươi chẳng lẽ có đường lui? Phảng phất như có luồng điện xẹt qua, tất cả mọi người chuyển qua nhìn Hạ Nhất Minh. Sau màn vừa rồi trên không trung, bọn họ hiểu rõ đây là Cự Long sau khi biết được quyết định của Hạ Nhất Minh mà sắp xếp. Mặc dù bọn họ không hiểu Cự Long làm sao có thể biến hóa thần kỳ như vậy, nhưng lại vô cùng rõ ràng ý tứ. Chỉ là bọn họ cảm thấy khó hiểu, Cự Long vì sao coi trọng Hạ Nhất Minh như vậy, thậm chí nó coi trọng Hạ Nhất Minh hơn các cường giả khác rất nhiều. Vẻ mặt tươi cười trên mặt Viên Lễ Huân đã sớm biến mất. Sau khi nhìn được một màn trên không trung, nghe được câu nói kia của Cự Long, nàng cũng có thể hiểu ý tứ trong đó. Không, điều này không công bằng. Âm thanh Viên Lễ Huân chợt cao vút, đồng thời mang theo một tia mãnh liệt. Chẳng còn trẻ, cho dù không tiến giai thần đạo cũng còn cả trăm năm thời gian. Ánh mắt của nàng đảo qua những cường giả cùng với Cự Long trên không trung. Lúc này âm thanh không bị bất cứ kẻ nào ảnh hưởng nữa. Chẳng không giống với các ngươi. Đám người Băng Tiếu Thiên nhất thời trầm mặc. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, điều này quả thật không công bằng. Một người còn chưa tới 30 tuổi đã đạt tới cảnh giới này, hắn có quyền lựa chọn con đường khác. Đám người Cát Ma Phàm Thủ, bọn họ nếu không thể tại đây tấn giai thần đạo,
nhiều nhất 100 năm sau, bọn họ sẽ vì hết dương thọ mà chết. So với ở bên ngoài 100 năm chờ đợi tử vong, không bằng tại đây cố gắng tấn giai thần đạo. Điều này so với bọn họ mà nói, chẳng khác sống lâu hơn gấp 2 lần. Viên Lễ Huân nhìn sang nguyên nhân chân chính trong đó, bởi vậy việc này với Hạ Nhất Minh không công bằng. Âm thanh cự long ầm ủ vang lên. Tiểu cô nương, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy tử vong sinh vật đáng sợ cỡ nào. Lúc này nếu không thể đóng cửa thông đạo, cứ 100 năm lại có một lớp khác xuất hiện. Những tên kinh khủng đó thực lực ngang ngửa chúng ta. Trong thân thể chúng cũng nắm giữ một loại thuộc về thần lực. Mấy 100 năm nay, nếu không phải có mấy người thành công tiến giai ngụy thần cảnh cường giả, chỉ sợ chúng ta đã buông bỏ thông đạo này. Nhưng là... Âm thanh cự long lần đầu tiên hạ thấp như vậy. Những người đó đã giả, bọn họ không có khả năng kiên trì lâu hơn. Bởi thế chúng ta hy vọng mau chóng được bổ sung lực lượng mới. Chỉ có ngụy thần cảnh cường giả mới có thể vĩnh viễn chân giữ thông đạo này. Viên Lễ Huân chân mày khẽ nhướng lên. Khí chất trên thân thể nàng lúc này biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ như cả đời nàng chỉ sử dụng chúng một lần. Thần Long đại nhân, nơi này đã có 7 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả nguyện ý ở lại. Tuổi tác bọn họ cũng không còn nhỏ, bởi thế cho dù có thể tấn giai thần đạo, cả đời cũng bị hãm ở hư thần cảnh, không có cách tiến tới ngụy thần cảnh. Nhưng tiểu tử bên cạnh ngươi thì khác, hắn có được thiên phú tu luyện cường đại nhất, cũng là nhân tài có thể tiến giai ngụy thần cảnh. Âm thanh cự long thấp hơn nữa. Thế giới chúng ta cần lực lượng của hắn. Đám người băng tiếu thiên nhìn Hạ Nhất Minh, đôi mắt mơ hồ kích động. Mặc dù bọn họ với việc Hạ Nhất Minh có thể tấn giai thần đạo không hoài nghi nữa, nhưng sau khi nghe được đánh giá này của Thần Long không khỏi hãi hùng. Viên Lễ Huân càng nắm chặt cánh tay Hạ Nhất Minh hơn, ánh mắt nàng gắt gao không rời. Hạ Nhất Minh sắc mặt biến hóa khó lường, cho dù là ai cũng thấy được trong lòng hắn dao động cỡ nào. Bách Linh Bát chậm rãi di chuyển, khi tới trước mặt Viên Lễ Huân cùng Hạ Nhất Minh, gã chậm rãi nói, nhận lời nó. Hạ Nhất Minh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng nhìn Bách Linh Bát. Vị lão nhân gia không biết tồn tại mấy ngàn năm này chậm rãi gật đầu. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, giờ phút này hắn đem sự tin tưởng đặt lên người Bách Linh Bát. Nhất Minh, thiếp lưu lại cùng chàng. Viên Lễ Huân gương mặt hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh, sự kích động theo quyết định của Hạ Nhất Minh đã tan thành mây khói. Không được, Hạ Nhất Minh không chút do dự nói, nàng nhất định phải trở ra. Viên Lễ Huân khẽ cười nói, Nhất Minh, cho tới lúc này thiếp chưa từng làm trái ý chàng, bây giờ để thiếp trái ý một lần đi. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, trong lòng dao động. Nhất Minh, thiếp vì không muốn liên lụy đã đuổi theo bước chân của chàng, bởi vậy thiếp muốn nghỉ tạm một chút. Viên Lễ Huân trên mặt xuất hiện nụ cười, giờ phút này trong ánh mắt tràn ngập nhu tình. Nếu bây giờ thiếp ra ngoài, cả đời này hối hận. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, nhưng nếu nàng không trở ra, ta sẽ hối hận cả đời. Sau khi nghe cự long đánh giá tử vong sinh vật, Hạ Nhất Minh cũng không tuyệt đối nắm chắc sẽ bảo vệ được an nguy của Viên Lễ Huân. Bách Linh Bát nhìn về phía trước, khen nói bên tai Viên Lễ Huân một lời. Viên Lễ Huân lập tức mở lớn cặp mắt, nàng như lần nữa bạo phát sức sống, khí chất cả người theo đó thay đổi. Ngươi không gạt ta, Bách Linh Bát lạnh lùng nói. Ngươi xem ta đã gạt ai chưa? Viên Lễ Huân do dự hồi lâu, nàng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ. Được, thiếp sẽ trở ra, nàng chậm rãi nói từng chữ. Hạ Nhất Minh trong ánh mắt ánh lên vẻ quái dị. Hắn vừa cảm nhận được quyết tâm của Viên Lễ Huân, đó là quyết tâm đồng sinh cộng tử, một chút dao động cũng không có. Không ngờ Bách Linh Bát nói một câu lại khiến thái độ của nàng thay đổi, thậm chí chủ động rời đi. Tâm niệm khẽ động, Hạ Nhất Minh lập tức nghĩ tới một chuyện. Chẳng qua chuyện này vô cùng hư vô mờ mịt. Bách Linh Bát đưa tay ra, Hạ Nhất Minh ngây ngốc làm theo. Bất quá sắc mặt hắn khẽ thay đổi, sau đó phục hồi vẻ bình thường, bởi trên tay hắn lúc này đã có thêm một ngón tay. Theo sau, hắn nghe âm thanh rất nhỏ của Bách Linh Bát, đặt nó cùng một chỗ với truy tung khí. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Khi hắn thu tay về, mảnh kim loại bằng đầu ngón tay này đã tiến vào ngũ hành không gian. Mà trên tay Bách Linh Bát lúc này đã mọc ra một ngón tay khác. Bọn họ hành động vô cùng mau lẹ, thậm chí chưa kinh động những người khác đã kết thúc. Bách Linh Bát tiếp tục thì thầm vào tai Lôi Điện và Bảo Trừ. Hai tên tiểu tử này nhất loạt bình tĩnh lại. Đối với lời nói của Bách Linh Bát, chúng có niềm tin lạ thường. Chỉ có Kỳ Lân Thú sống chết không chịu rời đi, bất luận Kỳ Lân Thánh Chủ uy hiếp thế nào, nó cũng không thay đổi. Nhưng nửa canh giờ sau, cự long lần nữa xuất hiện. Nó đưa cự trào khổng lồ khẽ đụng lên người Kỳ Lân Thú,
tên này lập tức bay ngược vào mảnh sa mạc gần đó. Bất quá, ngay khi thân thể nó tiếp xúc cùng sa mạc, nhất thời xuất hiện một cỗ năng lượng dao động, theo đó biến mất. Các ngươi vào bằng đường nào, nó ra bằng đường đó. Cự Long chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh trong lòng cười khổ. Sau khi chứng kiến thực lực của Cự Long, hắn không khỏi thán phục trong lòng. Hơn nữa càng hiểu thêm rõ, nếu từ đầu Cự Long này không muốn để hắn rời khỏi, hắn căn bản không thể phản kháng. Ngay sau đó, Cự Long huy vũ cự trảo, mỗi một lần đều có người bay đi. Viên Lễ Huân, Lôi Điện cùng Bảo Trư lần lượt rời đi. Cuối cùng nó do dự một chút, rốt cuộc cũng vung tay đưa Bách Linh Bát ra ngoài. Hạ Nhất Minh khoe mắt khẽ giật. Những người khác không nhìn ra mánh khóe, nhưng hắn thấy rõ rằng đầu Cự Long này vô cùng kính trọng Bách Linh Bát. Bọn họ trước đây khẳng định đã gặp mặt. Nhưng Bách Linh Bát lại kiên quyết phủ nhận. Điều này cũng khiến Hạ Nhất Minh nghĩ không thông. Các ngươi đều ở lại, vậy cố gắng tu luyện đi. Không lâu nữa, những tên đáng chết kia sẽ xuất hiện. Nếu khi đó các ngươi còn chưa tiến dài, chờ đợi các ngươi sẽ là tử vong. Cự Long sau khi tống đám người kia đi, âm thanh chậm rãi hơn nói. Biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu. Ta có thể sử dụng lực lượng không gian chuyển tống các ngươi tới bên cạnh tử vong sinh vật. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng làm thế hiệu quả tiến giai cũng là cao nhất. Băng Tiếu Thiên giật mình nói. Thần Long đại nhân, chúng nó đã xuất hiện rồi sao? Có thể nói là đội ngũ tiên phong của chúng. Nếu các ngươi ngay cả những tên này còn không đối phó được, vậy không có tư cách tiến giai. Đám người Băng Tiếu Thiên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ âm thầm đồng ý. Để có thể nhanh chóng tiến giai, bọn họ đồng ý mạo hiểm. Lúc này, Cự Long hài lòng cười vài tiếng. Đợi khi nó dừng lại, mọi người trong mắt đầy sao muốn ngã. Nếu không phải xác định Cự Long này thuộc phe mình, bọn họ thậm chí hoài nghi tên này là nằm vùng của đối phương nữa. Nhớ kỹ, các ngươi phải chiến đấu, không thể tử vong, không thể bỏ chạy. Nếu không đừng mơ tưởng nửa năm có thể tiến giai thần đạo. Theo sau nó hống lên một tiếng, cự trảo trên không trung đột nhiên vung lên. Không trung lóe lên vô số quang mang. Sau hồi lâu, đám quang mang này bao phủ đám người Hạ Nhất Minh, ngay cả thần đạo ngưng huyết nhân cũng không ngoại lệ. Tiếp đó, quang mang chói mắt lóe lên, hơn nữa phát ra âm thanh bạo liệt cực nhỏ. Khi hết thảy chấm dứt, nơi này chỉ còn Hạ Nhất Minh cùng thần đạo ngưng huyết nhân, mà tất cả đã biến mất không còn dấu vết. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn bốn phía. Mặc dù vừa rồi quang mang vạn trượng khiến người ta hoa mắt, nhưng với nhãn lực của hắn sao có thể không nhìn ra. Mặc dù hắn không có tư cách nhìn thấu quang mang này, nhưng cũng biết đám quang mang đó không chính thức khuếch tán ra ngoài. Nói cách khác, Cự Long này không phải sử dụng thần quang bao bọc di chuyển mọi người, mà sử dụng năng lượng không gian đem bảy vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả tống đi nơi nào đó. Chỉ là lúc này khiến hắn kinh ngạc, đầu Cự Long giữ lại hắn. Hạ Nhất Minh biết Cự Long này muốn che mắt mọi người, giữ mình lại, khẳng định có chuyện muốn hỏi riêng. Hành lễ thật sâu, biểu hiện của Hạ Nhất Minh vô cùng kính cẩn. Chênh lệch thực lực quá lớn, khiến ngay cả Hạ Nhất Minh cũng bộc lộ kính ý rõ ràng. Thần Long đại nhân tôn kính, ngài còn chuyện gì phân phó? Ha ha, ta lưu ngươi lại chỉ vì muốn hỏi thăm vài chuyện. Cự Long chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh sắc mặt hơi đổi, trong lòng hắn thầm mắng to, bất quá đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Sau khi đại đa số mọi người rời đi, Cự Long này lại ăn nói như nhân loại bình thường. Nếu nói cách khác, vốn có thể trò chuyện thông thường, nhưng lại cố tình khuếch đại âm thanh khiến người khác khó chịu. Tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Cự Long hừ một tiếng nói. Nếu các ngươi ngay cả âm ba công của ta cũng không chịu được, như vậy ngay cả tư cách cũng không còn. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động, vội vàng đáp lời. Vâng. Tốt lắm. Nói về chuyện chính, thể chất của ngươi rất đặc biệt. Hình như tu luyện nhiều công pháp khác nhau. Đông phương ngũ hành, tây phương quang ám. Ngươi tới tột cùng tu luyện bao nhiêu? Cự Long dừng lại một chút nói. Trên tay ngươi lại có phôi ngũ hành hoàn. Hả, bên trong tựa hồ rất phong phú. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than. Thực lực chênh lệch quá lớn, bí mật của hắn căn bản không thể lừa gạt đối phương. Cũng may đối phương tuy là thần thú, nhưng cũng không phải như thần linh. Ít nhất kiểu long lô trong ngũ hành hoàn không bị lộ ra. Thần Long đại nhân, đông phương ngũ hành luân hồi, tây phương quang ám hợp bích, vãn đối đều có nghiên cứu. Những lời này của hắn vô cùng khách khí, nhưng cũng không minh không nhắc quang ngũ hành hoàn. Ngũ hành luân hồi cùng quang ám hợp bích đều nắm giữ sao? Cự Long khó tin hỏi lại. Sau khi nghe được đáp án này,
ngay cả nó cũng quên đi ngũ hành hoàn dị thưởng kia. Hàn Nhất Minh trầm giọng nói, có chút thành tựu. Cự Long trầm ngâm hồi lâu, tựa hồ suy nghĩ gì đó. Mơ hồ xương sống Hạ Nhất Minh phát lạnh. Hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác nhìn không thấu, không biết đầu cự long kia đang tính toán gì trên thân thể mình. Sau hồi lâu, cảm giác này cũng biến mất. Âm thanh cự long lại vang lên. Thiên phú của ngươi vô cùng cường đại, sau này thậm chí có thể tiến giai chân thần cảnh giới. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, đôi mắt lóe lên quang mang kích động. Trong thần đạo cũng chia cao thấp rõ ràng. Linh hồn xuất khiếu, thần lực quán thể, có thể sử dụng ý niệm vận dụng thiên địa lực lượng, phóng thích thiên địa chi uy. Đây là cảnh giới bình thường nhất của nhân đạo, hư thần cảnh giới. Tuyệt đại đa số thần đạo cường giả đều chỉ đi tới cảnh giới này sau đó vẫn lạc. Mà số rất ít có thể may mắn đạt tới ngụy thần cảnh giới, hóa hư thành thực, hình thành thân lực của chính mình. Trong cảnh giới ngụy thần này, bọn họ có thể tự thân phóng thích lực lượng cường đại nhất. Trước khi thần lực bị bài trừ, bọn họ đứng trong cảnh giới bất bại. Mà cường đại nhất trong thần đạo chính là chân thần cảnh giới. Nhưng đáng tiếc miêu tả về cảnh giới này vô cùng ít ỏi, bởi vì căn cứ theo cổ tịch ghi chép lại, nhân loại từ khi xuất hiện phương pháp tu luyện tới nay chỉ có 2 người đạt tới cảnh giới chân thần. Người sáng tạo ra phương Tây Thiên Đường Địa Ngục Quang Ám Thánh Tử cùng với người sáng tạo ra phương Đông Sinh Tử Giới Ngũ Hành Lão Tổ. Hai vị cường giả này để lại uy danh cường đại. Mỗi một người tại thời đại mình đều là siêu cấp cao thủ, họ mới chân chính là đạt tới thần cấp. Thần Long đối với bọn họ đánh giá không cao, vốn cho rằng đa phần chỉ có thể tiến giai thần đạo thông thường, người có thể tiến vào ngụy thần cảnh giới tuyệt đối không nhiều. Chỉ là sau khi đánh giá Hạ Nhất Minh, Cự Long thẳng thắn đem cảnh giới chân thần khoác lên vai hắn, điều này khiến bất luận kẻ nào cũng không khỏi kích động. Hạ Nhất Minh trong lòng dao động mãnh liệt. Khi hắn nghe Cự Long đánh giá bản thân có thể tấn giai chân thần, cũng khó có thể kiểm chế chính mình. Bất cứ tu luyện giả nào sau khi nghe thấy đánh giá mình có khả năng sánh vai cùng hai nhân vật trong truyền thuyết kia cũng sẽ có cảm giác khó mà tin tưởng. Cự Long cười hắc hắc nói, ngươi chỉ có khả năng tiến giai mà thôi, về phần có thành công hay không phải xem cố gắng đã. Hạ Nhất Minh trong lòng căng thẳng, vội vàng thu liếm tinh thần đang kích động, ánh mắt xoay chuyển, hắn cao giọng nói, Thần Long đại nhân, ngài không phải đã nói lúc trước tại đây có những vị tiền bối cùng thần thú khác sao? Vì sao nơi này chỉ có mình ngài? Cự Long bất đắc dĩ thở dài, may mà lúc này âm thanh của nó khôi phục bình thường, nếu không Hàn Nhất Minh lại bị âm ba công trùng kích. Những đồng bạn này của ta đã sớm phân tán đi khắp nơi, bọn họ đang liệp sát những tử vong sinh vật, mỗi khi đại quân của chúng tới sẽ trở lại nơi này. Âm thanh Cự Long đầy vẻ cao ngạo, ở nơi này mình ta trấn thủ là đủ rồi. Hàn Nhất Minh phát ngốc, hắn mơ hồ cảm nhận được những vị cường giả khác rời khỏi đây không phải vì liệp sát tử vong sinh vật, mà để sánh xa đại gia hỏa kinh khủng này. Dù sao, một thần long siêu cấp trước mặt, cho dù là thần đạo cường giả cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Nửa năm, nhiều nhất nửa năm đám viện quân kia sẽ tới. Lúc này ngươi cũng tu luyện đi. Ta hy vọng ngươi có thể trong vòng 3 tháng tiến giai thần đạo. Như vậy nửa năm sau, ngươi cùng các ngưng huyết nhân kỳ quái kia có thể tương đương hai vị hư thần cường giả. Hạ Nhất Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thần đạo ngưng huyết nhân vẫn im lặng như trước, không có bất cứ động tĩnh nào. Mặc dù khôi lỗi này lợi hại, nhưng sao có thể chống lại một vị thần đạo cường giả chân chính? Cười lớn một tiếng, Cự Long nói, không nên đánh giá thấp hắn, hắn rất mạnh, chẳng qua ngươi không thể khiến hắn dốc toàn lực mà thôi. Hạ Nhất Minh cúi đầu, hắn cung kính hành lễ, trong thâm tâm muốn hỏi rõ phải làm sao khôi lỗi này mới cường đại hơn. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, Cự Long đã vung tay nói, ta sẽ đưa ngươi đi, chuẩn bị cho tốt, không nên chết sớm. Hạ Nhất Minh trong lòng cười khổ không thôi, Cự Long này thật sự bá đạo, không thể cúi đầu mãi, hắn trầm giọng nói, vâng. Cự chào thật lớn vung lên, Hạ Nhất Minh cùng thần đạo ngưng huyết nhân trong nháy mắt đã bị cố lực lượng khổng lồ bao vây. Quang mang lóe lên, bọn họ lập tức biến mất tại chỗ. Trên không trung, thân thể Cự Long đột nhiên dao động mãnh liệt. Theo sau, thân thể nó chậm rãi thu nhỏ lại. Chỉ giây lát, một đầu thần long dài 15 trượng hiện ra. Mặc dù thể tích 15 trượng xét thế nào cũng không liên quan tới hai tử nhỏ bé, nhưng so với Cự Long khủng bố vừa rồi, quả thật chênh lệch rất khó hình dung. Nếu đám người Hạ Nhất Minh thấy được cảnh này, phòng trừng sẽ mắng nhức không thôi. Đầu Cự Long này rõ ràng có thể biến hóa nhỏ lại, nhưng vấn đề nguyên thể trạng kinh khủng hù dọa mọi người. Biến hóa xong,
Cự Long lần nữa trở lại sa mạc. Nó nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên quang mang kỳ dị. Giờ phút này, nó không hề là đầu thần thú kinh khủng kia, mà trở thành lão nhân đầu tâm cơ. Nó lẩu bẩu nói, hắn tại sao không xuất hiện? Chẳng lẽ thật sự có người tiến vào sơn động kia? Ngũ hành luân hồi cùng quang ám hợp bích. Ha, tiểu tử thú vị. Thật đáng tiếc, nếu như không phải có thông đạo đáng chết này, ta nhất định không bỏ qua cơ hội. Sau hồi lâu, âm thanh đầy cảm khái vang lên. 5.000 năm, không ngờ đã trải qua 5.000 năm. Quyết định lúc đầu thật sự lỗ mãng. Hắn có năng lực lấp kín thông đạo này không? Một cơn gió thổi trên mặt cát, chỉ trong chốc lát mảnh cát bao phủ nơi này. Đám người Hạ Nhất Minh cũng không biết cát bụi bao trùm mới là bộ mặt nơi đây. Khi bọn họ mở ra băng đảo, cát bụi nơi này im ắng. Cho tới khi bọn họ rời khỏi, thần long thu liếm uy năng, đám cát bụi này mới bắt đầu tàn phá tiếp. Không bao lâu, tất cả đều bao trùm trong cát bụi. Quảng phong mỗi lúc một lớn, nhưng trong phạm vi một dặm quanh nơi này không hề xuất hiện hạt cát nào. Tựa hồ có một lực lượng thần bí nào đó che chở nơi này. Đây là nơi đám người Hạ Nhất Minh xuất hiện, hơn nữa là nơi kỳ lân thú rời đi. Đây chính là thông đạo duy nhất thông với Bắc Hải, cũng là nơi thần long cùng đồng bọn thủ hộ. Quang mang lóe lên trong biển cát, giống như trong đêm tối duy nhất có một ngọn đèn hấp dẫn tầm mắt sinh vật. Đầu cự long dài hơn 10 trượng cuốn mình nằm xuống, cẩn thận che chắn nơi này, giống như đang che chở hài tử của mình. Thân thể dường như được vật nào đó nâng lên, cảm giác này vô cùng quái dị. Nhưng Hạ Nhất Minh không có bất cứ phản ứng nào, ngược lại hắn âm thầm tìm hiểu lực lượng thần bí này. Lực lượng không gian tuyệt đối là sở hữu của thần đạo cường giả. Hơn nữa, nó không phải không gian tồn tại trong những kiện thần khí, mà chính là không gian hàng thật giá thật. Ý niệm được Hạ Nhất Minh phóng xuất, nhưng không cách nào xuyên thấu qua khỏi lực lượng thần kỳ đang bao bọc thân thể này. Bất quá, hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng này dao động với tần suất mãnh liệt. Chậm rãi, trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ cảm ngộ. Hắn mơ hồ cảm giác thiên địa lực lượng có quan hệ rất lớn tới không gian lực lượng. Đây có thể là một loại thiên địa chi uy biến tướng. Nếu Hạ Nhất Minh không nắm giữ quang ám hợp bích, khẳng định sẽ không cách nào cảm nhận biến hóa này. Thiên địa chi uy, thần đạo cường giả sau khi thu nạp vô số thiên địa lực lượng, trải qua quá trình xúc áp phóng ra với những phương thức khác nhau. Mà lực lượng không gian cũng không kém mấy phần. Thần long sau khi thu nạp thiên địa lực lượng, bằng phương pháp nào đó phóng xuất ra lực lượng này. Chỉ là sự xúc áp tuyệt đối vượt xa cực hạn Hạ Nhất Minh có thể đạt được. Có lẽ bởi vì xúc áp đạt tới cao độ như vậy mới phát sinh hiệu ứng không gian. Đang khi Hạ Nhất Minh lý giải lực lượng này, nó giống như băng tuyết bị ánh sáng mặt trời làm tiêu tán. Hắn khẽ ngẩn ra, theo sau xác định được bản thân đã tới được nơi thần long nhắm sẵn, bởi vậy cũng là lúc lực lượng này tiêu hao không còn. Thở thật dài một hơi, mặc dù hắn không cam tâm, nhưng cũng không có bất cứ biện pháp nào ngăn chặn sự tiêu tán này. Trước mặt đột nhiên sáng lên, Hạ Nhất Minh thấy được mặt trời trên cao như khối lửa đỏ rực. Chỉ là trước mặt hắn có thêm tầng cát bụi nồng đậm. Khắp nơi cát bụi cuộn quanh, thậm chí thổi cả vào tai, vào mũi, vào ống tay áo người ta. Khẽ cau mày, chân khí trên thân thể hắn lưu động, đồng thời xuất hiện một đóa hoa trên đỉnh đầu. Khi đóa hoa này xuất hiện, những cơn gió xung quanh như ngừng lại. Phạm vi xung quanh Hạ Nhất Minh thậm chí không còn một hạt cát. Tất cả cát bụi trong khu vực lập tức rơi xuống. Sau khi mất đi sự trợ lực của gió, chúng cũng không cách nào lơ lửng trên không trung. Đương nhiên, đám cát bụi nhỏ vẫn di động trên không trung, tuy nhiên mang theo vẻ mờ mịt tuyệt vọng. Hạ Nhất Minh sắc mặt trầm xuống, đôi mắt hắn có thể thấy rõ, trong phạm vi đó chỉ có hắn và thần đạo ngưng huyết nhân. Trừ hai người, không có bất kỳ dấu vết sinh mạng nào. Tại sa mạc Tây Bắc, mặc dù khắp nơi đều là những cát, nhưng tuyệt đối không phải tử địa. Trong sa mạc tồn tại không ít những sinh mệnh khác nhau, nhưng ở nơi này ngoài cát ra không còn bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, một chút cũng không có. Hạ Nhất Minh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hắn mang theo vài phần kiên định. Bất luận thế nào cũng không thể để đám tử vong sinh vật kia xuất hiện trên thế giới. Đây là ý nghĩ của hắn, cũng là ý nghĩ của tất cả các vị cường giả cùng thần thú lúc trước. Chỉ có tận mắt chứng kiến sự phá hoại của chúng mới nhận rõ được ý tứ cự long. Bọn họ đã không còn đường lui. Hai tay khẽ run lên, dưới lòng đất chuyển tới âm thanh dao động. Âm thanh này mặc dù rất nhỏ, nhưng ở nơi không có tiếng gió này, không khác gì sấm động cửu thiên. Một cỗ khí tức âm u, thậm chí so với long xà còn muốn lạnh lẽo hơn, truyền vào trong ý niệm Hạ Nhất Minh. Từ khi sinh ra tới nay,
khí tức âm lãnh mà cường đại nhất hắn gặp phải chính là âm sát khí trên đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh. Nhưng giờ phút này Hạ Nhất Minh mới biết, thì ra thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu so sánh cùng khí tức âm hàn này, âm sát khí của Long Xà vẫn còn ấm áp lắm. Tử vong lực lượng chính là lực lượng hủy diệt. Đây là một cỗ khí tức âm độc hơn gấp trăm lần so với lực lượng hắc ám. Nếu chỉ là một tu luyện giả thông thường, khi bị khí tức để xâm nhập, khẳng định mất mạng tại chỗ cũng không có gì lạ. Bọn chúng có thể dễ dàng hủy diệt một đại lục, thậm chí một thế giới cũng không phải do may mắn. Cát trên mặt đất bắn lên tung tóe. Một đầu cái vật thân thể như vượn từ dưới lòng đất nhảy lên, thuận thế công kích Hạ Nhất Minh. Đây chính là tử vong sinh vật hắn đã từng nhìn qua. Thân thể nó như vượn, động tác vô cùng linh hoạt, phần đầu như ruồi, cặp mắt đỏ tươi lấp lóe quang mang, cái miệng dài như xúc tu đâm thẳng vào cổ Hạ Nhất Minh. Hừ lạnh một tiếng, thân thể Hạ Nhất Minh khẽ động, với tốc độ nhanh hơn hắn đã né qua một bên. Khẽ vùng tay, theo sau gương mặt hắn xuất hiện vẻ khổ não. Đầu quái vật hung ác này quay lại, một chiêu đánh hụt, lập tức tấn công không chịu buông tha. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh cánh tay vừa đảo, từ trong ngũ hành không gian một dòng nước chảy ra, theo cổ tay hắn dòng nước này nhất thời bắn tới. Quanh thân thể hắn đột ngột nổi lên dao động kỳ dị. Dòng nước này vừa xuất hiện đã tạo thành cỗ vũ khí. Hơn nữa rất nhanh chóng, cỗ vũ khí này đã ngưng tụ thành một Hạ Nhất Minh khác. Hạ Nhất Minh mấy này giống hắn như đúc, đúng là vân vụ phân thân mà hắn lĩnh ngộ trong Thất Thải Cung. Sau khi lĩnh ngộ phân thân này, Hạ Nhất Minh còn chưa sử dụng khi giao chiến. Lúc này không nghi ngờ chính là thời cơ tốt nhất. Đồng dạng sử dụng phân thân giao chiến cùng với tử vong sinh vật, có thể quan sát một chút thực lực quái vật này. Phân thân trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, theo đó nghênh đón đầu quái vật. Chiếc miệng dài của quái vật nhanh chóng đâm vào thân thể vân vụ phân thân, theo sau nó liều mạng quấy động thân thể. Nhưng đáng tiếc chính là bất luận nó hấp thu thế nào, trừ một mảnh không khí ra, không còn bất cứ thứ nào khác. Vân vụ phân thân xuất một quyền đánh thẳng vào mắt quái vật. Sinh vật này trí tuệ không thấp, nó đưa cánh tay lên chắn trước mặt. Nhưng chuyện vượt ra ngoài tưởng tượng của nó xảy ra. Một quyền của vân vụ phân thân khi va chạm cùng cánh tay quái vật lập tức tản mát ra, nhưng rất nhanh tập hợp lại đánh trúng mục tiêu. Bang! Phảng phất như trứng gà bị phá vỡ, quyền này đã phá hư một mắt của quái vật. Lúc này từ miệng quái vật vang lên âm thanh cấp bách, phảng phất như tiếng chuột kêu bên tai. Hơn nữa âm thanh này lập tức chuyển ra xa, khiến Hạ Nhất Minh kinh ngạc. Đây không ngờ là phương pháp truyền đạt tin tức. Chỉ trong chốc lát, từ xa chuyển tới vô số âm thanh chói tai. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, vân vụ phân thân lập tức đưa cao tay, năm đấm hung hăng tấn công mắt còn lại của đầu quái vật. Lúc này, tử vong sinh vật đã không dám đón đỡ nữa, nó lập tức lui về phía sau. Bất quá thân thể vừa động, nó nhanh chóng phát hiện, vân vụ phân thân từ lúc nào đã bám dính lấy nó không thể dứt bỏ. Bang! Một quyền nữa hung hăng đánh lên mắt còn lại. Dĩ nhiên, một dòng chất lỏng màu đỏ tiếp tục chảy dọc thân thể quái vật. Sau giây lát, thân thể quái vật đã biến thành một mảnh đỏ tươi, cuối cùng bạo liệt. Lúc này, vân vụ phân thân đã đem thất thải quang mang dung nhập vào thân thể quái vật. Mặc dù lực lượng này không lớn, nhưng không phải tử vong sinh vật bình thường có thể thừa nhận. Bởi vậy, nó nhanh chóng bạo thể mà chết. Vân vụ phân thân nhanh chóng quay về bên người Hạ Nhất Minh. Hắn lúc này tương đối hài lòng về thực lực của nó. Đám người băng tiếu thiên cũng không biết, khi hắn lĩnh ngộ vân vụ phân thân này cũng đồng thời nắm giữ băng chi đạo. Đương nhiên, bởi hắn không thể có thể chất băng hàn, nên đồng dạng không được thần khí băng lăng kính chấp nhận. Chỉ là sau khi hắn phân biệt được ba trạng thái của nước, cũng đồng thời tiếp nhận thất thải quang mang ở trong thất thải cung. Vận dụng thất thải quang mang mặc dù khác biệt, nhưng đã nắm giữ thủy hệ lực lượng, cộng thêm thành tựu lúc này của Hạ Nhất Minh cũng không gặp khó khăn gì. Vân vụ phân thân nắm giữ uy lực không quá cường đại, tác dụng chủ yếu dùng để mê hoặc cùng bỏ trốn. Nhưng vân vụ phân thân nắm giữ thất thải quang mang lại vô cùng đáng sợ. Nếu có thêm thủy thần lực cùng thiên địa lực lượng trợ giúp, thậm chí có thể chống lại thần đạo ngưng huyết nhân. Đương nhiên, thứ này không cách nào hoàn mỹ như vậy. Vân vụ phân thân có khuyết điểm duy nhất chính là trong hoàn cảnh có nước mới có thể xuất hiện. Nếu như không phải Hạ Nhất Minh chuẩn bị sẵn nước mang theo, căn bản không thể ngưng tụ được vân vụ phân thân. Âm thanh sản sạt vang lên càng lúc càng chói tai. Đám tử vong sinh vật rốt cuộc cũng kết thành đội ngũ xuất hiện. Đám sinh vật hình dạng giống nhau như đúc chui ra từ lòng đất, chạy lại từ phương xa. Chúng nhanh chóng tập hợp thành đội quân kinh khủng với tốc độ như thủy triều ủa tới Hạ Nhất Minh, thần đạo ngưng huyết nhân cùng với vân vụ phân thân.
Đối với đám tử vong sinh vật không ngừng xuất hiện, Hà Nhất Minh cũng không lấy làm kỳ quái. Cự long kia vì muốn hắn rèn luyện nên mới tống tới đây. Nếu chỉ có một đầu quái vật mới là chuyện lạ. Vùng phụ cận khẳng định có rất nhiều sinh vật này, nếu không chẳng phải lãng phí không gian lực lượng đưa hắn tới đây. Bất quá điểm khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ chính là thực lực đám sinh vật này không quá mạnh. Nếu đối với những nhân đạo đỉnh cấp cường giả như bọn họ, thậm chí có thể gọi là yếu. Nếu chỉ đơn độc một sinh vật mà nói, nếu không phải có khí tức âm hàn kinh khủng kia, thực lực của nó chỉ ngang một hậu thiên cửu tầng tu luyện giả. Đương nhiên, nếu có thể phối hợp khí tức âm lãnh này, cho dù hậu thiên thập tầng tu luyện giả cũng chưa chắc đã chiến thắng. Nhưng khí tức âm lãnh đối với tu luyện giả hậu thiên có ảnh hưởng. Nếu gặp tiên thiên cường giả hoàn toàn có thể dựa vào thực lực chống đỡ. Mà tôn giả, đặc biệt là ngũ khí tôn giả ngưng xuất ý niệm, khí tức âm lãnh này hoàn toàn mất đi tác dụng. Nếu đã vậy, số lượng sinh vật này có lớn hơn đi nữa cũng không cách nào tạo thành uy hiếp cho hắn. Hạ Nhất Minh thân thể khẽ động, quang mang lấp lóe, lập tức bay tới giữa không trung. Trước mặt hắn, Vân Vũ phân thân cùng với thần đạo ngưng huyết nhân đồng thời ra tay. Động tác của bọn họ nhanh như chớp, chỉ nhấc tay nhấc chân, một đầu tử vong sinh vật đã bị xé nát. Trong cơ thể đám quái vật này chảy toàn chất dịch màu xám, sức sống của chúng vô cùng cường đại. Cho dù bị thần đạo ngưng huyết nhân chém ngang người, nhưng nửa trên thân thể vẫn liều mạng bỏ tới, tựa hồ như muốn ôm lấy hắn. Bất quá lực lượng chênh lệch to lớn khiến tất cả biến thành vọng tưởng. Thần đạo ngưng huyết nhân chỉ cần dùng ngón tay điểm ra cũng khiến nửa trên thân của quái vật biến thành thịt vụn. Sau khi quan sát hồi lâu, Hà Nhất Minh trong lòng mơ hồ phát lạnh. Hắn vừa rồi còn có ý xem thưởng đám quái vật này, nếu muốn để chúng chết hoàn toàn cần phải đánh nát đầu chúng. Nếu không, cho dù thân thể bị cắt làm hai, chúng vẫn có năng lực tồn tại. Lúc này Vân Vũ phân thân thực lực có thể so sánh cùng thần đạo ngưng huyết nhân, nhưng tốc độ giết địch của họ hoàn toàn trái ngược. Thần đạo ngưng huyết nhân nắm giữ lực lượng tương đối khát máu. Nếu giao thủ cùng cường giả nhân loại bình thường, không có mấy người nguyện ý đụng tính ngưng huyết thuật của hắn. Nhưng ngưng huyết thuật của thần đạo ngưng huyết nhân áp dụng trên thân thể đám quái vật này hiệu quả không rõ ràng. Ngược lại, bằng lực lượng mạnh mẽ, gõ vỡ đầu chúng càng nhanh chóng hơn. Mà Vân Vũ phân thân không ngừng đưa quang mang màu đỏ vào trong cơ thể đám quái vật này. Số lượng quang mang không lớn, chỉ một chút mà thôi. Bất quá, số lượng này cho dù người thường cũng chỉ cảm thấy nhức đầu, nhưng đối với đám quái vật biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể đám quái vật hoàn toàn bạo liệt, dịch màu xanh trong cơ thể nó như mỡ rắn, mà quang mang màu đỏ kia như lửa đốt. Hai thứ khi gặp nhau lập tức bạo phát, khiến thân thể chúng nổ tung. Phương thức đánh chết quái thú như vậy, Hạ Nhất Minh trong lúc vô tình hiểu ra. Nghĩ không ra nhược điểm của bọn này như vậy. Điều này khiến Hạ Nhất Minh trong lòng có chút vui mừng. Số lượng tử vong sinh vật càng lúc càng nhiều, màu đen từ xa cuồn cuộn mà tới, trên mặt đất cũng hình thành những mảnh hắc ám. Thần đạo ngưng huyết nhân đã hoàn toàn không sử dụng ngưng huyết thuật nữa, hắn sử dụng tốc độ như tia chớp, một quyền đánh vỡ đầu quái vật. Vân Vũ phân thân mặc dù không có thân thể cường hãn như vậy, nhưng quang mang màu đỏ giết địch không chút nào thua kém. Chỉ là không biết vì sao, trong đầu Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện dự cảm không tốt. Hai tay hắn run lên, tinh thần tập trung lắng nghe. Sau hồi lâu, chân mày hắn dần nhíu lại. Từ phương xa chuyển tới âm thanh ong ong. Hạ Nhất Minh nhìn lại nơi đó, quả nhiên đã thấy được mảnh hắc ám đang di chuyển lại. Mấy thứ này không khác gì đám quái vật trên mặt đất, nhưng trên lưng chúng xuất hiện những đôi cánh như cánh rơi. Những đôi cánh rơi này khiến chúng có thể di chuyển rất xa. Từ trên thân thể đám quái vật này chuyển tới khí tức âm hành khổng lồ, thực lực của chúng rõ ràng mạnh mẽ hơn đám trên mặt đất rất nhiều. Bất quá Hạ Nhất Minh vẫn không sợ hãi. Cổ tay hắn vừa đảo, ngũ hành hoàn đã nhanh chóng xuất hiện, đồng thời giáp huyền quy cũng mặc xong. Mặc dù thực lực đám quái vật này nhìn qua không quá cường đại, hơn nữa theo lời cự long đây chỉ là quân tiên phong, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn vô cùng cẩn thận, không dám có chút khinh thường nào. Sư tử giết thỏ cũng phải dốc toàn lực, Hạ Nhất Minh không muốn lật thuyền trong mương. Xa xa, đám tử vong sinh vật bay lại như vô cùng vô tận, ngay cả nhóm đầu tiên cũng đã đạt trăm đầu. Hạ Nhất Minh không chút do dự vung tay, trên không trung quang mang nhiều màu xuất hiện. Đây chính là ngũ hành lực lượng, mặc dù không vận dụng ngũ hành thần lực, cũng không sử dụng lực lượng chúc phúc, nhưng bằng vào hai tầng chân khí phóng xuất đã vô cùng cường đại. Năm loại lực lượng chia ra, mỗi quang mang bao phủ 20 đầu quái thú. Dưới sự khống chế cẩn thận của Hạ Nhất Minh, đám quái thú phi hành này cơ bản chia thành 5 phần bằng nhau, không mấy chênh lệch. Trên không trung truyền tới âm thanh chi chi vô cùng chói tai.
Hạ Nhất Minh đối với âm thanh này dường như không nghe thấy. Hắn cẩn thận kiểm nghiệm sự sát thương của ngũ hành lực lượng với đám quái vật này. Chỉ trong chốc lát kết quả đã có. So sánh với nhau, kim hệ, mộc hệ cùng thổ hệ sức sát thương với quái thú khá thấp. Mặc dù ba hệ lực lượng này thương tổn chúng rõ ràng, nhưng đại bộ phận quang mang không ngăn được chúng. Mà dưới sự công kích của hỏa hệ, đám quái vật này dường như không để ý, cứ thế xuyên qua. Ngược lại trong khu vực thủy hệ, tốc độ của đám quái vật tương đối chậm. Hơn nữa, khi tiến vào khu vực thủy hệ, ngay cả phi hành cũng khó khăn hơn. Khẽ hừ một tiếng, ngũ hành hoàn vông lên. Lúc này Hạ Nhất Minh sử dụng ngũ hành chân khí. Lực lượng cường đại gấp đôi ùa tới. Trong nháy mắt, đám quái vật này đã bị vây lại. Dưới sự công kích của ngũ hành lực lượng, đám quái vật này đã không cách nào chống cự. Bất luận hệ lực lượng nào cũng thành công tiêu diệt chúng. Trên mặt đất xuất hiện vô số dịch thể màu xanh cùng thi thể bị đánh nát. Đám quái vật bên dưới cũng không có bất cứ dao động nào. Chúng không ngừng công kích thần đạo ngưng huyết nhân cùng với vân vụ phân thân. Chỉ là đám quái vật phía sau khi đi tới lập tức ra tay trên thi thể đồng bọn. Chúng mở cái miệng khủng bố đâm thật sâu vào những phần thi thể rải rác. Ngay cả dịch thể màu xanh trên mặt đất cũng không bỏ qua. Sau một hồi, nơi chúng đi qua lại biến thành một mảnh hoang vu toàn cát. Thần đạo ngưng huyết nhân cùng vân vụ phân thân bất luận đánh chết bao nhiêu, tựa hồ cũng không thỏa mãn hứng thú của chúng. Đám quái vật này sau khi tử vong, thân thể của chúng sẽ bị đồng bọn cắn nuốt. Quá trình này tương đối nhanh, bởi thế trước mặt hai gã này không có bất cứ thi thể nào chất đống. Hạ Nhất Minh sắc mặt tái xanh. Đám tử vong sinh vật này hung ác có thừa, nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là phi hành quái vật thực lực vượt xa đồng loại trên mặt đất. Những tên này nắm giữ thực lực không kém hậu thiên tu luyện giả thập tầng. Nếu sử dụng khí thức âm hành cùng sở trường phi hành, cho dù gặp tiên thiên cường giả nhân loại cũng có thể liều mạng. Đám quái vật như vậy không chỉ có trăm đầu mà không ngừng từ xa kéo lại, tựa hồ càng lúc càng đông hơn. Trong lòng Hạ Nhất Minh nặng trĩu, có lẽ vũ lực này đối với hắn không là gì, nhưng số lượng này quả thực đáng sợ. Chân khí trên người điên cuồng vận chuyển, từng âm thanh bạo liệt như tiếng pháo phát ra. Đám quái vật kinh khủng này phải giết bao nhiêu mới có thể tuyệt diệt đây? Lúc này, thiên địa lực xung quanh không ngừng gom lại quanh người Hạ Nhất Minh. Cảm giác này vô cùng sảng khoái, thậm chí so với khi tại sa mạc Tây Bắc rõ ràng tốt hơn. Hắn bình tĩnh đưa hai tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái lập tức kết thành hình chữ nhật nhỏ. Thần đạo ngưng huyết nhân cùng vân vụ phân thần trong nháy mắt phóng lên cao, hơn nữa kiệt lực bỏ chạy ra xa. Theo sau, một cỗ thiên địa chi uy khổng lồ bạo phát. Sau khi xúc áp lực lượng cường đại, thân thể đám quái vật này có mạnh mẽ hơn cũng không cách nào chống đỡ. Cát trên mặt đất trong phạm vi 10 trượng không ngừng khuếch tán ra ngoài, hơn nữa vượt qua phạm vi đám quái vật kia. Dưới tình huống này, thiên địa chi uy Hạ Nhất Minh phóng xuất uy lực hơn xa thần đạo ngưng huyết nhân. Một chiêu này ngay cả hài cốt tử vong sinh vật cũng biến thành tro bụi, cả khu vực trung tâm lộ ra mảnh không gian màu vàng. Chỉ là nụ cười hãnh diện trên gương mặt Hạ Nhất Minh đã ngưng lại. Trước mắt hắn xuất hiện tràng cảnh khiến người ta lạnh lẽo tới tê dại ra đầu. Thiên địa chi uy của Hạ Nhất Minh tuy rằng cường đại, hơn nữa trong nháy mắt đã giải quyết một khu vực, nhưng sự vui sướng của hắn cũng không duy trì được lâu. Bởi vì lúc này trước mặt hắn, đám quái vật từ xa xuất hiện càng lúc càng đông. Chúng giống như thủy triều vô cùng vô tận, nhanh chóng lấp đầy khu vực vừa rồi. Chúng dĩ nhiên lấy số lượng che lấp khuyết điểm về thực lực. Đám quái vật vừa tới nhanh chóng cắt nuốt dịch thể màu xanh trên cát, cho dù mảnh thi thể rất nhỏ cũng không bị chúng bỏ qua. Phóng mắt nhìn đám quái vật như đại dương ùa tới. Hít một hơi thật sâu, trong ngực Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện cảm giác buồn nôn. Nhân loại bình thường khi gặp vô tận quái vật như vậy, e rằng đồng loạt có cảm giác này. Trên mặt đất, đám quái vật hình vượn bắt đầu di chuyển lại. Sau hồi lâu, chúng tập trung lại bắt đầu xếp chồng. Không ngờ chúng sử dụng phương pháp xếp tháp người để tiếp cận Hạ Nhất Minh. Trong lòng phát lạnh, đám quái vật này tố chất thân thể quả thật cường đại, mà ý chí sát địch của chúng càng cường đại hơn. Những tên này khi tiến vào thế giới của hắn tuyệt đối có thể hủy diệt tất cả. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng hiểu nỗi khổ của các vị thần đạo tiền bối đi trước. Bọn họ không phải không muốn trở về, mà căn bản không thể trở về. Trong lòng thầm than một tiếng, hắn khẽ thấp giọng mắng một câu. Đám thần đạo cao thủ kia không cứ việc gì rảnh rỗi tạo ra một thông đạo chết người như vậy. Từ phương xa truyền lại âm thanh phi hành ong ong, rất nhiều quái vật đã di chuyển tới nơi này. Thoáng chốc, thân thể Hạ Nhất Minh di chuyển giữa không trung 10 trượng. Ngay tại nơi hắn vừa rời đi,
xuất hiện 10 đầu quái vật hình vườn. Đám quái vật này tốc độ cực nhanh, không ngờ chỉ trong giây lát đã có thể xếp thành tháp người đạt tới độ cao tương đối, hơn nữa không ngừng vươn cao hơn. Tố chất thân thể cường hãn của chúng vượt qua ngày dự đoán, miễn cưỡng đạt tới độ cao Hạ Nhất Minh đang phi hành. Sau khi lắc mình tránh ra, cổ tay Hạ Nhất Minh khẽ vung lên. Lúc này hắn sử dụng kim hệ lực lượng có ngũ hành hoàn chúc phúc. Hơn 10 luồng quang mang kim hệ xé gió lao tới đám quái vật đang gào lên chi chi kia. Mấy năm thành lực lượng, bình thường hắn có thể tiêu diệt một đầu quái vật phi hành. Lúc này chỉ sử dụng một thành lực lượng, nhưng quan 5 lần chúc phúc cũng đủ đối phó. Kim hệ lực lượng cường đại xẹt qua không trung, nhất thời chém đám quái vật kia thành hai nửa. Đám quái vật kia rơi xuống biển quái vật bên dưới, thân thể chúng nhanh chóng được đồng loại cắn nuốt, ngay cả chút dịch thể màu xanh cũng không lưu lại. Hơn nữa, động tác đám quái vật này không hề dừng lại, chúng kiên nhẫn di động thân hình, di chuyển tháp người kia lần nữa chạy tới dưới chân Hạ Nhất Minh. Cả dặn hừ mỏ tiếng, Hạ Nhất Minh ra lệnh thần đạo ngưng huyết nhân cùng với vân vụ phân thân ngăn chặn chúng. Bọn họ không chút do dự vọt thẳng tới đám quái vật này. Mà lúc này Hạ Nhất Minh tiếp tục đưa hai tay tạo thành hình chữ nhật kỳ dị. Trong nháy mắt, thiên địa lực lượng lại biến hóa. Trong mảnh thiên địa hoang vu này, thiên địa lực lượng khó có thể tưởng tượng. Cho dù Hạ Nhất Minh vừa sử dụng thiên địa chi uy, nhưng độ nồng đậm không chút ảnh hưởng. Trong hoàn cảnh này, thiên địa chi uy không ngờ chính là chuyện khiến người ta cảm thấy thỏa mãn nhất. Quang mang thật lớn giáng xuống, bởi đám quái vật dồn lại nên lúc này số lượng tiêu hao càng đạt tới con số kinh khủng. Chỉ là Hạ Nhất Minh căn bản không cao hứng được, bởi hắn phát hiện số lượng đám quái vật này không giảm mà tăng thêm càng lúc càng nhiều. Trong lòng hắn mơ hồ phát lạnh, cự long kia rốt cuộc ném hắn tới nơi nào? Nơi này có phải cứ điểm của tử vong sinh vật không? Cự long kia chẳng lẽ tính nhầm đưa mình tới đại bản doanh của chúng? Phảng phất như chứng minh cho phán đoán này của Hạ Nhất Minh, từ xa truyền thiết âm thanh càng mãnh liệt hơn. Âm thanh này khác biệt hoàn toàn lúc trước, hơn nữa tốc độ phi hành cũng nhanh hơn một bậc. Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn lại, lập tức thấy rõ chủng loại mới xuất hiện này. Đám tử vong sinh vật mới xuất hiện có thể tích lớn hơn một phần, mỗi tên thân cao 2 thước, đôi cánh trên lưng mở dài ra tới 1 trượng. Lực lượng cùng tốc độ của chúng chẳng những cường hãn hơn, mà ngay cả sự phối hợp cũng linh hoạt hơn, cảm giác như tấm lưới chụp xuống không khe hở. Nếu bề ngoài chúng không phải xấu xí như vậy, nếu như địch nhân của chúng không phải Hạ Nhất Minh hắn, có lẽ hắn sẽ mang cảm giác thưởng thức nhìn hành động này. Bất quá, khi bản thân rơi vào tình huống này, bất luận thế nào Hạ Nhất Minh cũng không cao hứng được. Ngũ hành hoàn phát ra âm thanh vô cùng chói tai, quang mang cực lớn phóng lên cao, cuốn tất cả đám quái vật vào trong đó. Sau một lát, dịch thể màu xanh nhanh chóng chảy ra. Đám quái vật mới này không thể chống đỡ lực lượng của Hạ Nhất Minh đã bị nghiền nát. Chỉ là sắc mặt Hạ Nhất Minh bắt đầu ngưng trọng. Thực lực đám quái vật mới tới rất mạnh, không ngờ ngang với tiên thiên cường giả thông thường. Hơn nữa, đám quái vật này số lượng vô cùng lớn, tựa hồ cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Nhìn đám tử vong sinh vật chen chúc trên mặt đất, trong lòng Hạ Nhất Minh không dứt hàn ý. Bị đám quái vật đông đúc như vậy vây sát, cho dù một vị cao thủ cấp bậc tôn giả cũng không thoát được vận mệnh. Số lượng quái vật thật sự rất nhiều, hơn nữa, chúng căn bản không quý trọng tính mạng bản thân. Từ họ chỉ cần tiến tới cắn ngươi một cái, cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Gặp phải những tên này, không phải ngũ khí tôn giả có thể sử dụng thần binh phi hành, căn bản chỉ có con đường chết. Ngũ hành hoàn bay lên cao hơn, ngũ sắc quang mang liên tiếp phủ xuống. Có năng lực chúc phúc 5 lần, Hạ Nhất Minh không sợ kéo dài trận chiến. Hắn muốn nhìn xem chân khí của mình hồng hậu hay số lượng quái vật nhiều hơn. Phía dưới, nhất thời lục huyết văng khắp. Vô số tử vong sinh vật đã mất mạng, nhưng gương mặt Hạ Nhất Minh dần trầm xuống, trong lòng không thể bình tĩnh nữa. Đã không biết bao nhiêu quái vật chết trong tay hắn, ngay cả hắn cũng không nhớ rõ bản thân vung tay bao lần, phóng ra bao nhiêu lần thiên địa chi uy, bao lần ngũ hành quang mang. Chỉ là bất luận hắn giết chóc thế nào, trên mặt đất số tử vong sinh vật cũng chưa từng giảm bớt. Mà số quái vật phi hành trên không lại xuất hiện thêm chủng loại mới. Thể tích của loại này lớn hơn, thân thể quang mang đỏ sẫm lưu chuyển. Lực lượng của chúng càng cường đại hơn, thậm chí ngang bằng nhất đường thiên cường giả. Cũng may, đám quái vật này số lượng không nhiều, lần đầu xuất hiện chỉ chừng 10 tên. Cho tới lúc này, nếu tính số lượng quái vật chết trong tay Hạ Nhất Minh, có lẽ đủ sức tiêu diệt vô số thiên la quốc. Nhưng trước mặt hắn lúc này, biển quái vật vẫn mênh mông ùa tới. Đối với hắn mà nói, chính là giết hoại không hết. Mơ hồ, khí tức quanh thân thể Hạ Nhất Minh bắt đầu thay đổi.
khí tức này trở nên cường đại mà tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Đây chính là biến hóa sau khi trải qua thời gian dài giết chóc. Bất quá giờ phút này, tâm lý Hạ Nhất Minh không mang theo bất cứ gánh nặng nào. Khi tiến vào quỷ khốc lĩnh, âm sát khí hủy hoại cường giả khiến hắn cảm thấy bi ai. Nhưng lúc này, cho dù giết chóc bao nhiêu quái vật, hắn vẫn không hề có suy nghĩ như vậy. Có lẽ cảm nhận duy nhất là buồn tẻ cùng mệt mỏi. Với thực lực cùng thể chất của hắn, không ngờ chiến đấu tới độ mệt mỏi, bởi vậy có thể thấy thời gian đã kéo dài thế nào. Chỉ là hết thảy những điều này không uổng phí. Hạ Nhất Minh nhanh chóng phát hiện thiên địa lực lượng nơi này vô cùng nồng đậm, khiến lực lượng của hắn mơ hồ chạm tới cảnh giới trước đây chưa từng có. Hắn với thiên địa lực lượng hiểu rất rõ, hơn nữa từ đó có thể cảm nhận được bên trong tồn tại thần lực. Chỉ là thần lực này vô cùng mỏng manh, nếu không phải tương đối nhạy cảm, căn bản không thể phát hiện. Giờ phút này hắn đã hiểu ra, Cự Long từng nói phải chiến đấu không thể trốn tránh, điều này không phải nói suông mà nhắm vào hoàn cảnh đặc biệt nơi này. Dưới sự vây sát vô cùng vô tận của quái vật, chỉ có đem cả người quán nhập và giết chóc mới khiến thân thể mỗi giây mỗi phút đều bộc phát ở trạng thái này. Cũng chỉ có tận lực công dụng thiên địa lực lượng mới có thể cảm nhận được ranh giới thần đạo. Bọn họ từ nơi thiên địa lực lượng thiếu thốn đột nhiên tiến vào thế giới dư thừa này. Điều này đối với họ mà nói không nghi ngờ chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần bọn họ không ngừng điều động cùng sử dụng lực lượng của mình, không ngừng hấp thu cùng trao đổi thiên địa lực lượng. Dưới tình huống như vậy, khi tích lũy tích cực hạn cũng là lúc bọn họ chạm tới thần đạo. Cũng như lúc này, quanh thân thể Hạ Nhất Minh phát ra âm thanh ồ ồ, một thanh âm tựa hồ xuyên qua không gian, vĩnh viễn không ngừng lại. Thiên địa lực lượng như dòng suối nhỏ chảy vào biển lớn là cơ thể Hạ Nhất Minh. Giờ phút này, thân thể hắn giống như hắc động, tận sức thu nạp thiên địa lực lượng. Quanh người hắn, khí lưu như lốc xoáy cuồn cuộn, theo sau càng lúc càng mãnh liệt cường đại hơn. Trên mặt đất, đám quái vật kinh khủng không chút chống cự bị cuốn vào đó. Thân thể chúng bị bốc cao hơn 10 trượng, sau đó tự do rơi xuống. Rơi xuống từ độ cao này, cho dù thể chất của chúng có mạnh hơn nữa, cơ bản cũng bị dập nát. Có những tên xui xẻo hơn, phần đầu bị nát lập tức tử vong. Đám tử vong sinh vật này mặc dù không uy hiếp được Hạ Nhất Minh, nhưng số lượng vô cùng vô tận như vậy khiến hắn có cảm giác kinh hãi. Từ phía xa trên không trung, đám quái vật phi hành đang tới đã là những tồn tại kinh khủng nhất của chúng. Số lượng chủng loại mới này so với đại quân bên dưới thật sự rất ít. Sau khi thần đạo ngưng huyết nhân cùng văn vụ phân thân chia nhau công kích, rất ít quái vật phi hành có thể phá tan phòng ngự của họ. Cho dù ngẫu nhiên cũng chỉ có vài tên tiếp xúc cùng Hạ Nhất Minh. Mà dưới luồng lốc xoáy cường đại kia, ngay cả chúng cũng mất đi năng lượng phi hành mà rơi xuống. Lúc này, tinh thần Hạ Nhất Minh tập trung cao độ. Hắn không dành quan tâm tới đám tử vong sinh vật này. Trong cảm giác của hắn, thiên địa lực lượng quả là thế giới vô cùng kỳ diệu. Trong thế giới này, hắn có cảm giác dư giả, thậm chí khi băng đảo xuất hiện không thể sánh bằng. Điều khiển cùng dung nạp thiên địa lực lượng, Hạ Nhất Minh cảm nhận rõ ràng việc này vô cùng thuận lợi. Nếu hiệu suất không ngừng tăng cao như vậy, toàn bộ thể xác cùng tinh thần của hắn vĩnh viễn với trong cảm giác sảng khoái này. Hắn mơ hồ thấy được bản thân mình đã chạm tới ranh giới thần đạo. Tinh thần càng lúc càng phấn chấn, đôi mắt hắn quang mang sáng ngời, một bóng người hư ảo đột nhiên di động tới đỉnh đầu hắn. Lực lượng mãnh liệt giờ phút này hoàn toàn bạo phát, hơn nữa cỗ lực lượng này bắt đầu ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn. Tại Tây Bắc Thiên Chỉ Chủ Phong, Hạ Nhất Minh từng có cảm ngộ này, nhưng khi đó tiềm thức của hắn còn xa mới rõ ràng như vậy. Hơn nữa giờ phút này, Hạ Nhất Minh chủ động phóng thích ý niệm ngưng tụ trên hư không. Hắn đem hết thảy nắm giữ trong tay mình. Khi trên không trung xuất hiện hư ảo Hạ Nhất Minh, thiên địa lực lượng xung quanh đã trở nên điên cuồng hơn rất nhiều. Trên không trung, thiên địa lực lượng nồng đậm càng lúc càng hội tụ mãnh liệt hơn. Trong mảnh thiên địa này, lực lượng khổng lồ thông qua dao động như chuyển tới tận cùng thế giới. Tại lối vào thông đạo, Cự Long ngạc nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt nó lóe lên vài tia quang mang. Nhanh như vậy, không ngờ nhanh như vậy hắn đã lĩnh ngộ thần đạo, thật không hổ danh thể chất đặc biệt kia. Ha, trưởng thành nhanh lên một chút, nếu người có thể đặt chân vào chân thần cảnh giới, ta cũng có thể buông bỏ trọng trách này. Đầu Cự Long lẩm bẩm nói, trong ngữ khí của nó, từ hồ hai vị chân thân cường giả lúc trước cũng không gây ấn tượng quá mạnh. Khi cố lực lượng kia chuyển ra, trên thế giới này một vài cường giả đều xuất hiện cảm giác vô cùng thần kỳ. Mấy người này tuy ở những nơi khác nhau, nhưng ánh mắt đều liếc về một phía trong phiến không gian mịt mù. Trong đầu bọn họ đều xuất hiện cùng một ý niệm,
tại sao nơi này có người tiến giai thần đạo? Chẳng lẽ nơi này xuất hiện người mới? Lão Long kia rốt cuộc có xảy ra chuyện gì? Không phải từ đầu đã nói chỉ có hậu bối thần đạo mới được tiến vào đây sao? Lúc này, Hàn Nhất Minh cũng không biết mình đã tạo ra bao nhiêu rung động cho đám cường giả trong thế giới này. Hàn vẫn đang tập trung toàn bộ tinh thần hấp thu thiên địa lực lượng. Khi được truyền tống tới đây, hơn nữa không ngừng chiến đấu, Hàn đã phóng thích vô số lần thiên địa chi uy. Tinh thần cùng thể lực tiêu hao tới độ, người như hắn cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Đồng thời hắn cũng hiểu được thiên địa ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Thần lực, đây cũng không phải tồn tại đặc biệt mà đã có sẵn trong thiên địa lực lượng. Muốn tấn giai thần đạo, nhất định phải nắm giữ cách chắt lọc thần lực ở trong thiên địa lực lượng. Chỉ khi đạt được điều này mới có thể khiến thần lực trở nên vô hạn, trở thành thần đạo cao thủ chính thức. Lúc này, thiên địa lực lượng vây quanh Hạ Nhất Minh xoáy tròn, mà mắt thường dĩ nhiên cũng không thể thấy một tia thần lực tách ra, hơn nữa quán nhập vào hư ảnh cường đại do ý niệm tạo ra. Linh hồn xuất khiếu, thần lực quán thể. Đây chính là một bước không thể thiếu khi tiến giai thần đạo. Về linh hồn xuất khiếu, thực ra chính là ngưng tụ ý niệm cường đại bên ngoài thân thể. Nếu lực lượng ý niệm không đủ, như vậy căn bản không có khả năng đột phá. Mà một khi ý niệm cường đại tới độ hình thành hư ảo bên ngoài thân thể, lúc đó thu nạp thần lực bên ngoài quán nhập vào đó, khiến ý niệm này có được hiệu quả như thân thể thực. Đây mới chính là con đường tấn giai thần đạo chân chính. Bởi vì thể chất mỗi người khác nhau, từ thiên địa lực lượng thu nạp thần lực thuộc tính cũng khác nhau. Cuối cùng, tỷ lệ thu nạp thần lực với chân khí trong cơ thể có quan hệ trực tiếp. Bởi thế lúc trước, những vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả như Hạ Nhất Minh căn bản không dám hấp thu kim thần lực đơn thuần tiến giai thần đạo. Nếu trong quá trình này bọn họ chỉ hấp thu đơn hệ thần lực, như vậy chờ đợi bọn họ dung nhập thần lực thành công, ý niệm kia cũng đừng mong trở lại thân thể. Mặc dù trong thân thể Hạ Nhất Minh nắm giữ hỗn độn đan điển độc nhất vô nhị, nhưng ý niệm sau khi xuất khiếu hoàn toàn tồn tại độc lập. Có thể thu nạp bao nhiêu thần lực thì hấp thu bấy nhiêu, không cách nào chuyển vào đan điển biến đổi. Lúc này trong thiên hạ, nhân đạo đỉnh cấp cường giả cùng thanh thú huyết mạch thần thú không ít, nhưng bởi thiên địa lực lượng vô cùng thiếu thốn, mọi người căn bản không có khả năng hấp thu thần lực quán thể. Bởi vậy 5.000 năm nay, tân thần đạo cường giả cũng không xuất hiện. Nếu có người muốn ôm tâm lý cầu may thử nghiệm, kết quả cuối cùng chỉ là thần lực quán nhập không đủ khiến ý niệm bạo liệt, ngay cả thân thể cũng bạo liệt mà chết. Nhưng lúc này vấn đề đó đã được giải quyết. Tại nơi dư thừa thiên địa lực lượng này, Hạ Nhất Minh vừa chạm tới ranh giới thần đạo, đem ý niệm ngưng xuất, hắn cứ thế không chút kiêng nể hấp thu thần lực từ trong thiên địa lực lượng. Đông phương ngũ hành thần lực, tây phương quang ám thần lực, còn có phong thần lực, vân vụ thần lực, băng hàn thần lực. Trong thiên địa lực lượng, mặc dù tồn tại rất ít thần lực, nhưng phảng phất như vô cùng vô tận, chỉ cần có năng lực bóc tách thần lực, cuối cùng có thể thành công tấn giai. Chậm rãi, thân thể hư ảo trên không trung lóe lên quang mang chói mắt. Thiên địa lực lượng theo tỷ lệ nhất định không ngừng cuồn cuộn chảy vào đó. Thiên địa lực lượng xung quanh càng lúc càng cường đại hơn, nó như lực lượng hậu thuẫn cường đại, khi ý niệm của hắn hấp thu vô số thần lực. Cũng không biết qua bao lâu, quang mang từ ý niệm của Hạ Nhất Minh càng lúc càng sáng hơn, trên thân thể hắn đồng dạng phóng ra uy áp cường đại. Nếu như hắn đối mặt không phải tử vong sinh vật, khẳng định tất cả những sinh vật đó không có can đảm đứng trước mặt hắn khiêu khích. Các luồng quang mang khác nhau đại biểu cho các hệ thần lực nhanh chóng gom vào ý niệm, rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn mà dừng lại. Ngay sau đó, âm thanh ầm ầm vang lên, phảng phất như sấm sét trong không khí liên tiếp bạo phát. Trên mặt đất, vô số quái vật bị bốc cao tới trời, thân thể chúng bị cỗ khí lưu cường đại nhấc bổng lên. Xa xa, đám quái vật phi hành càng không chịu được, chúng liều mạng huy động đôi cánh, nhưng một chút cũng không thể bình ổn thân thể. Quang mang lóe lên, trên không trung có hai Hạ Nhất Minh sánh vai mà đứng. Một người dĩ nhiên là bản thể của hắn, mà người kia trên thân thể không ngừng lóe lên quang mang. Chỉ là lúc này ý niệm của hắn đã cường đại như bản thể, nắm giữ thực lực cường đại không kém gì bản thân hắn. Nhìn đám quái vật vô tận kéo tới, ý niệm Hạ Nhất Minh vung tay lên, theo đó khẽ điểm nhẹ. Chỉ chốc lát, thiên địa lực lượng điên cuồng ngưng tụ lại, theo sau lập tức phóng ra. Trên mặt đất lại xuất hiện thêm một hố sâu. Đám quái vật kia giống như món đồ chơi bị thiên địa chi uy biến thành hư ảo. Chỉ trong giây lát, ý niệm Hạ Nhất Minh đã điểm ra 10 lần. Trên mặt đất cũng xuất hiện một vòng quang đắng. Hơn 10 hố to xuất hiện khắp nơi, dịch thể màu xanh tràn ngập. Nơi này vừa rồi vẫn còn vô số tử vong sinh vật, nhưng lúc này đám sinh vật đó đã không còn tồn tại nữa.
Tốc độ tử vong của chúng lần đầu vượt qua tốc độ tăng viển. Cả mặt đất là một mảnh hỗn độn thi thể. Trên không trung nhìn xuống, dĩ nhiên thấy rõ ràng tràng cảnh này. Đây mới chân chính là thiên địa chi uy. Trên không trung, hai Hạ Nhất Minh khẽ động. Theo sau, ý niệm Hạ Nhất Minh cứ thế dung nhập bản thể. Chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt Hạ Nhất Minh quang mang vô hạn. Hít sâu một hơi, tứ chi mạnh mẽ cử động, tựa hồ như hài tử mới sinh đang làm quen với thân thể. Không giống, quả thật không giống nhau. Trái tim đập mãnh liệt, bởi hắn cảm nhận rõ ràng giờ phút này bản thân mình đã không giống như trước đây. Chân khí trong cơ thể hắn tựa hồ không nhiều hơn bao nhiêu, nhưng ý niệm hắn sau khi dung nhập vào thân thể mới phát hiện ra điều kinh hỉ. Trong cơ thể hắn, chân khí mênh mông đã thay đổi, giống như toàn bộ máu huyết được thay một lần. Chân khí bình thường đã hoàn toàn biến mất, đồng thời được thay thế bằng thần lực. Khi thần lực quán thể, chính nó từ trong thiên địa lực lượng đã rèn luyện thân thể hắn, hơn nữa chuyển hóa toàn bộ chân khí có sẵn thành thần lực. Giờ phút này Hạ Nhất Minh mới biết, thì ra thần lực quán thể không chỉ có ý niệm đạt được, mà ngay cả thân thể hắn cũng có chỗ tốt. Đây mới chân chính là thần lực quán thể. Cảm giác này vượt xa so với khi hắn hấp thu kim thần lực trên thiên chỉ trụ phong. Bất quá, cũng may là khi đó ý niệm của hắn không thể tiếp nhận thêm mà tiến dài. Nếu không, kết quả cuối cùng sẽ là bạo thể mà chết. Trong thân thể tràn ngập thần lực cường đại, lực lượng này hắn cảm nhận vô cùng rõ ràng, khác xa chân khí thông thường có thể so sánh. Trong lòng hắn, sự tự tin để thăng cực điểm. Lúc này cho dù cự long kia xuất hiện, hắn cũng tự tin chiến đấu đến cùng. Đương nhiên, kết quả chiến đấu thế nào hắn không dám khẳng định. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 186 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.